Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý đạo hữu và cảm ơn Xích Hoa Nguyệt. Nam mô Bụt Tha Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bồ Đát Tham Má trên Ban Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Mashima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 39 Đại Kinh Sấm Ngựa Maha Asapura Sutta, phân đoạn 177 đến 180 sẽ do thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mới đầu chương trình, tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, đã thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các đường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Mashima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 39 Đại Kinh Sớm Ngựa Maha Astapura Sutta, phân đoạn 177 đến 180 sẽ do thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhìn lên trên màn hình thì chúng tôi thấy Phật tử thỉnh dẫn nhập, nhưng mà cái âm thanh của thượng tọa Minh Hạnh có lúc thì gián đoạn, có lúc thì mở, có lúc thì mở lên, vẫn còn đang đọc kinh lễ bái Tam Bảo, cho nên chúng tôi chưa dám. Bây giờ quý vị nét chậm phải rồi. Quý vị có nghe được chúng tôi nói liên tục không? Dạ, và xin kính chào thượng tọa Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục
phân đoạn từ số 178 179 180 vừa rồi chúng ta, ngày hôm qua chúng ta đã học về pháp tác thành đời sống, tác thành vị sa môn chính hiệu, một vị sa môn chân chính. Thì ngày hôm qua chúng ta đã học về cái phân đoạn nói về tạm, nói về một vị có tạm quý, có chánh hạnh, tức là thân khẩu ý, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, sự nuôi mạng thanh tịnh. Rồi hộ trì các căn. Hôm nay chúng ta sẽ học đến tiếp tục, tức là đoạn nói về sự tiết chế trong ẩm thực, tức là trong sự ăn uống, tiết độ. Và đoạn nói về sự chú tâm cảnh giác đối với phiền não, và một đoạn nói về chánh niệm tỉnh giác. Hôm nay chúng ta sẽ học pha ba phân đoạn đó. Thì tiết chế trong ẩm thực hay gọi là tiết độ trong ăn uống, còn cái chú tâm cảnh giác ở đây, khi nói đến cái chữ cảnh giác thì ở đây thưa quý vị, ở trong tiếng Pali, cái chỗ này nó không phải là một cái sự cảnh giác. Chúng tôi không hiểu sao, nhưng mà điều bản dịch sao thì chúng ta cứ động miệng đi. Bởi vì chữ Chagariyam Anuyutta đó có nghĩa là sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức tức là không có bị hung trầm, không có bị ngủ gục, không có mơ mà. Thì vậy gọi là sống tỉnh thức. Còn cái chữ tỉnh giác là chữ sampajanya, thì cái từ này nó được. Còn nếu mà chúng ta nói chữ cảnh giác chứ với tỉnh giác, nhiều khi chúng ta bị nhầm. Cho nên chúng tôi đề nghị ở đây Thượng Nhãn Sư, Thượng Tọa Pháp Tân lưu ý cho cái chỗ là sống tỉnh thức. Chúng ta sống tỉnh thức nghĩa là không có giả dự, không buồn ngủ. Chúng ta có theo bài đó, tức là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, đúng không? Bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh văn của ba phân đoạn bài học. Sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa
Pháp Tân giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Sau đây con xin được đọc chánh kinh. Và cảm ơn quý sĩ ạ. 178 tiết chế trong ẩm thực. Trái ngược với quan niệm của nhiều Phật tử ngày nay là người tu nên ăn thức ăn gì, Đức Phật dạy cách ăn uống thế nào là thích hợp cho đời sống sa môn. Kinh văn: tiết chế ăn uống. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải biết tiết độ trong ăn uống với chánh tư duy chúng ta thọ thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy chúng ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và chúng ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ. Đến mức độ này thì như vậy là vừa đủ, đến mức độ này như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 179. Cảnh giác ngăn ngừa các phiền não. Một người tu tập không thể thiếu một thứ kỹ năng, đó là hiểu cách ngăn ngừa phiền não. Đa số con người thường chỉ nhận ra phiền não khi sự đã rồi. Kinh văn: chú tâm cảnh giác. Này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chú tâm cảnh giác ban ngày đi kinh hành hay trong lúc ngồi. Chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta phải tẩy sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng ta phải dáng nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay phải, một chân đặt lên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm tỉnh, tâm nghĩ. Đến lúc thức dậy lại, ban đêm canh đầu thức dậy đi kinh hành hay trong lúc ngồi, chúng ta tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng pháp chướng ngại. Như vậy này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác. Đến mức độ này như vậy là vừa đủ, đến mức độ này như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Này các tỷ kheo, ta khuyến cáo các ông. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn công đáng phải làm hơn nữa. 180. Thế nào là chánh niệm tỉnh giác? Một khi phiền não đã hiện khởi thì phải có đủ năng lực chánh niệm, quán sát thẳng vào nội tâm ngay lúc ấy. Chánh niệm này được huân tập hàng ngày qua sự tỉnh giác đối với hành vi lớn nhỏ. Kinh văn: này các tỷ kheo, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác. Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy này các tỷ kheo, các ông cần phải tu tập. Nhưng này các tỷ kheo, các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta đã thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các
căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Đến mức độ này như vậy là vừa đủ, đến mức độ này như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, chúng ta không có gì phải làm hơn nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn, này các tỷ kheo. Ta khuyến cáo các ông, này các tỷ kheo, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích, tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong phần kinh văn. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi hoan hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sakha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn cô Phong Lan đã cho bài học hôm nay. Kính bạch con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Pháp Tính, Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì cái phân đoạn hôm nay là chúng ta học phân đoạn từ phân đoạn số 178, 79 và 80, ba phân đoạn này. Thì ở trong cái phân đoạn 178 á, thì tiếp theo cái bài kinh Đại Kinh Sớm Ngựa này mà hôm qua chúng ta đã học, mấy hôm trước chúng ta đã học. Thì phân đoạn số 178 á, thì Đức Phật luôn luôn dạy cho các tỳ kheo đệ tử của Đức Phật á, cái đời sống phạm hạnh sa môn á, thì phải xem như là cái việc mà việc nào là chính đáng, việc nào là chính đáng. Sự thật ra thì khi mà mình biết đó, cái đời sống tu tập đó thì nó trải qua nhiều với cái thời gian, rồi là chúng ta cũng phải hiểu đó là Phật giáo thì đã lưu truyền từ khoảng hơn 25 thế kỷ nay rồi. Và vì vậy đó cho nên là về sau này đó thì nhiều khi càng về sau thì có nhiều người lại không chú trọng đến những điều chính đáng, tức là không quan tâm chú trọng thực hành đến những điều mà Đức Phật ngài thấy rằng chính những cái việc làm đó đó là những việc làm mà có khả năng đem đến an lạc, đem đến giác ngộ chính đạt của một vị tỳ kheo, hay là chính cái con đường thành tựu được cái con đường sa môn phạm hạnh này. Trong khi những điều mà không chính đáng á, thì mình lại là quan tâm đến những điều đó, quan tâm đến những điều đó. Thì ở đây á, trong cái phân đoạn số 178 á, Đức Phật ngài dạy rằng trong cái việc mà mình thấy hết sức là nó bình thường, nhưng mà nó thật sự là một trong những cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải tu tập. Nhiều nó bình thường là ở đây đó là nó diễn ra ở trong đời sống của mình. Đó là gì? Đó là một trong những cái ăn uống, cái sinh hoạt của chúng ta. Cái ăn uống, cái sinh hoạt của chúng ta. Có nhiều người đó thì chúng ta thấy rằng nó là họ chủ trương nhiều thứ, nhiều thứ về cái cách ăn như thế này, cách ăn như thế nọ, nhiều thứ lắm. Thậm chí ở đây đó chúng ta thấy rằng nhiều khi là người ta phải ăn cái loại này thì cho rằng ăn cái thực phẩm này đó là cái thực phẩm thanh tịnh, cái thực phẩm nó vô dục, vân vân. Rồi cái thực phẩm kia là thực phẩm mang dục nặng cho nên là người ta không ăn. Rồi ăn như thế này nó hợp, rồi ăn như thế kia nó hợp. Thì thật sự ra thì có nhiều lắm, nhiều lắm. Chúng tôi nói ví dụ giống như là cái việc mà mình
mình ăn qua loa, mình ăn chay á, là một trong những cái điều mà nhiều khi đó là mình nghĩ mình ăn những cái thực phẩm, những cái thực phẩm mà những thực phẩm nó toàn là những thực vật thôi, thực vật là rau củ quả gì đó, nhưng mà mình làm ra là cái những cái con vật, những cái đồ động vật để mà mình ăn, mình coi như đó là cái sự thỏa thích của chính mình. Chúng ta chú trọng, hoặc là có nhiều người thì ăn cái cách này hoặc ăn cái cách kia đó, thì thật sự ra đó là do cái ý nghĩ của mình. Và cái ý nghĩ đó nó có, nó chỉ nếu có đúng chăng á, thì nó chỉ đúng ở một khía cạnh nào đó thôi, chứ nó không hoàn toàn là đúng hết. Nhưng mà ở đây cái điều đáng chú trọng nhất á, mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, trong khi thọ thực thì chúng tôi nói là những điều mà Đức Phật dạy rất là đời thường đó, là vì nó liên quan với cái đời sống của chúng ta. Trong đó có cái việc ăn mặc ngủ nghỉ thôi, ăn mặc ngủ nghỉ. Thì cái việc ăn mà Đức Phật Ngài dạy cho chư tỳ kheo ở đây đó là khi mà mình dùng các cái món thực phẩm đó, thì luôn luôn quán tưởng đời sống của chư tăng ngày xưa, hình thái của chư tăng ngày xưa sinh hoạt đó. Chúng ta thấy rằng các ngài đi trì bình khất thực sống, cho nên là một bát cơm nó có là nhiều cái nhà đàn tính hộ độ, cho nên đi đến đâu là người ta dâng cúng cái vật thực gì đó thì vị tỳ kheo thọ dụng cái vật thực đó. Và hình thái đó cho đến ngày nay các nước Phật giáo Nam truyền vẫn còn duy trì. Thì chúng ta thấy rằng nó là cái việc mà thọ dụng các cái món thực phẩm mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là luôn luôn ăn ở trong một cái sự suy tư, tư duy, hay là mình luôn luôn có một cái luôn luôn có một cái sự quán tưởng, luôn luôn có một cái sự quán tưởng. Ở bên ngoài đó thì người ta ăn theo cái thực đơn, thực đơn. Thứ nhất là cái thực đơn trong sự thỏa thích. Thí dụ như mình đi vô nhà hàng, mình muốn ăn cái món này, mình kêu cái món nọ, mình muốn đi đâu đó thì mình muốn ăn cái gì thì mình làm cái đó, mình kêu cái đó. Nhưng mà sự thật ra đó thì hoặc là người ta nghĩ cách này cách kia, ăn cái món này nó có làm cho mình đẹp da, ăn món này làm cho mình được trắng da, ăn cái món này làm cho mình bị được mập mạp phẻ phắn, rồi ăn cái món này làm cho mình được như thế này thế nọ, thì cái đó là cái quan điểm chung của đời, của xã hội là như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo khi thọ dụng các cái món vật dụng này đó, thì nên có một cái suy tư, có một cái tư duy như thế này, tức là mình không có nên đam mê nó. Ăn như thế nào, không phải là ăn như những người lực sĩ cương tráng. Chúng ta biết rằng chúng ta có hai cái thành phần, thân và tâm của chúng ta. Thì thân và tâm của chúng ta đó, thân mà nó có to khỏe nhưng mà tâm chúng ta không cường tráng, không khỏe thì cũng không được. Mà tâm của chúng ta có cường tráng mà thân không cường tráng thì cũng không được. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là với một cái điều đó là khi mà mình thọ dụng các cái món vật dụng, Đức Phật dạy rằng không phải là mình ăn như là những cái người lực sĩ. Chúng ta thấy là những người lực sĩ đó thì họ ăn cái khẩu phần ăn của họ đó là nó có những cái chất này chất nọ để họ tăng cơ bắp lên, để họ có những cái sức khỏe cường tráng, để mà họ đấu vật với lại bao nhiêu cái đối phương khác. Đó là cái ăn, cái quan niệm ăn của những cái người lực sĩ. Rồi chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy đó là khi mà mình thọ dụng các cái món vật dụng đó, thì nó không phải như là những cái người mẫu, cũng không phải là những cái người hoa hậu là người ta ăn, người ta phải cử sao cho nó đừng có mập quá, và nó giữ cho eo thon, giữ cho tướng dốc dõng dạc gọn gàng vân vân, rồi màu làn da tươi sáng vậy đó. Thì cái cách đó là cái cách của những người mà thọ dụng
những người mẫu hay là những người hoa hậu giữ cái dáng dấp cho họ đẹp. Còn đối với một cái vị tỳ kheo á, thọ dụng cái món vật thực đó, quý vị thấy rằng là trong các món vật thực, dù là vật thực đó bằng thực vật hay là bằng động vật, miễn là thực phẩm, thì khi mà chúng ta nhìn về cách nào đó thì nó chưa chín, chúng ta nói trong cái nghĩa chín và sống ở đây đó, thì nó chưa chín đó, thì có những cái món mà nó không chín đó, chúng ta ăn vẫn được, nhưng mà những cái món mà cần phải chín đó, chúng ta mới ăn được đó, thì ở đây đó nó cũng là thực phẩm thôi, cho nên là khi mà mình dùng vào đó thì nghĩ rằng các cái món vật thực này nó cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi, nó cũng là sắc pháp thôi, nó cũng chỉ là sắc pháp, bởi vì nếu mà nó tiêu hóa ra thì nó cũng trở thành đất nước lửa gió thôi, chứ nó không có là cái gì hết đó. Cho nên là khi mà mình thọ dụng nó thì mình nên quán tưởng rằng cái này nó không phải là ăn để cho chúng ta ngon, cũng không phải là ăn để chúng ta chê dở, cũng không phải. Cái thái độ của khen ngon và chê dở đó thì không nên, mà là ăn để nghĩ như là một trong những cái ngăn ngừa không cho cái tâm của mình phát khởi lên những cái ý niệm xấu. Cho nên cái ý niệm mà mình xấu á, ý niệm xấu á, ở trong đó đó, nếu như mà mình thấy cái món ăn gì hay cái thức uống gì đó mà ngon á, thì rõ ràng là mình tham đắm, mình thích thú, mình tìm tòi những cái món đó, những cái thức ăn đó hoặc những cái thức uống đó. Còn cái món ăn gì mà không có không ngon á, thì mình gặp nó là mình bị phản ứng ngay, mình gặp nó là mình phản ứng, gặp nó là mình bất mãn ngay, hay là gặp nó là mình thấy chán nản, mình không muốn nhìn tới nó, hoặc là mình không muốn ăn tới nó, hay là khó chịu với nó. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng các cái món vật thực không phải là ăn để trau dồi những cái thân cường tráng như những lực sĩ, cũng không phải là ăn những cái thức ăn để làm đẹp như những người hoa hậu, những hoa hậu, những người mẫu, vân vân. Cũng không phải ăn để chúng ta nô đùa, giỡn. Khi mà bắt đầu ăn thì vị tỷ kheo luôn luôn quán tưởng. Thí dụ như là Chư Tăng Nam Tông, Nam Truyền, Nam Tông có những cái bài kinh, những cái bài tụng quán tưởng. Tức là vật thực này đã khi mà chưa vô trong khỏi cổ á, thì thấy nó màu sắc nó đẹp vậy đó. Thí dụ như chúng ta thấy rau cũng vậy, thấy cái này thấy kia, vật thực Phật thực phẩm mà màu sắc nó có những cái màu sắc đặc trưng của nó. Và khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta nhìn thấy đẹp vậy, nhưng mà đưa vô khỏi cổ rồi đó thì nó đã vô trong rồi đó, thì chúng ta nôn ra, nếu lỡ như chúng ta nôn ra thì cũng chẳng ai dám ăn, mà cũng chẳng ai dám nhìn cái nó, cho nên là thấy rất đáng nhầm gớm. Đức Phật dạy cho chúng ta quán tưởng như vậy đó để chi? Để cái tâm tham tâm của chúng ta đừng có đắm nhiễm trong cái sự thọ dụng thức ăn đó, xong thức ăn đó. Và đối với chúng ta đó, thức ăn nào nó cũng chỉ là nuôi cái cơ thể này thôi, nuôi cơ thể. Giống như là một trong những sự bắt buộc mà ví dụ ở trong kinh nói rằng giống như là mình bị lạc vào đảo quan, rồi bắt buộc phải hai vợ chồng mà lạc vào đảo quan phải buộc phải ăn đứa con duy nhất của mình vậy đó. Thì có nghĩa là mình có cái xác thân này, mình có cái xác thân này, muốn cái xác thân này được sống còn để chúng ta tu tập á, thì chúng ta phải miễn cưỡng để mà chúng ta dùng cái vật thực này để sống. Cũng như vậy, hai vợ chồng mà ví dụ giống như hai vợ chồng mà lạc vào trong đảo quan vậy nè, buộc phải ăn đứa con duy nhất của mình là miễn cưỡng để mà mình ăn để tồn tại, thì cũng như vậy. Thì ở đây á, Đức Phật dạy cho chúng ta là trước khi ăn phải quán tưởng, rồi trong khi ăn phải quán tưởng, và sau khi ăn cũng phải quán tưởng, không phải là ăn để nô đùa. Người ta nói là mình ăn thì sự thỏa thích trong cái này hoặc trong cái nọ, trong thức ăn, thức uống, trong mỗi lúc. Như vậy thì cái lúc mà mình ăn cũng có nghĩa là cái cách mà mình trau dồi trong cái sự ghi nhận thôi. Sự ghi nhận tức là mình luôn luôn quán tưởng ở trong các cái món vật thực của mình,
không để cho tâm tham đắm của mình khởi lên, và cũng không cho một cái tâm bất mãn khó chịu với một món vật thực gì đó mà nó không hài lòng, không đúng ý của mình, không vừa ý của mình mà mình khó chịu thì cũng không nên. Chúng ta thấy rằng là có những người có những cái tính xấu, khi mà họ đói lên thì họ cao có, họ khó chịu. Có người thì mặc dù đói nhưng mà họ vẫn giữ được cái bình thường, tức là khi nào có thực phẩm thì ăn thôi, có thức ăn thì ăn thôi, chứ họ không có cao có. Nhưng mà có người thì họ rất là cao có trong khi họ đang đói, họ đang đói. Vì vậy đó, cho nên ở đây đó, các cái món vật thực á, nó cũng là một phần ở trong đời sống của những vị tu sĩ, đặc biệt là các vị tỳ kheo. Y phục, vật thực, thuốc chữa bệnh và sàng tọa, tức là liêu cốc, những cái điều đó là điều những cái cần thiết. Nhưng mà chính cái cần thiết đó là những cái mà nó gần gũi gắn bó với những cái vị tỳ kheo. Và do vậy Đức Phật dạy rằng là nên quán tưởng khi mà thọ dụng các cái món vật thực đó, đừng để cho cái tâm của mình nó sanh khởi lên những cái tham tâm, và đừng để cho cái tâm của mình sanh khởi lên những cái sân tâm khó chịu, sân tâm khó chịu. Ví dụ trong cái cách ăn thì chúng ta biết rằng là thực phẩm nó chưa đưa vào trong khỏi miệng của chúng ta, chưa khỏi miệng chúng ta đó, thì thấy màu sắc nó tươi tắn, nó đẹp đẽ, nó có hình hài rõ ràng. Nhưng mà đến khi mà chúng ta đưa vào bên trong khỏi cổ của chúng ta rồi đó, thì vật mà Đức Phật Ngài nói là đáng nhòm gớm, đáng nhòm gớm, đáng nhòm gớm. Để chi? Để mình quán tưởng, để rồi tâm của mình đừng có tham đắm ở trong các cái thức ăn, đừng có tham đắm ở trong các cái thức uống, trong các cái thọ dụng do cái đời sống của mình. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là một trong cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta nên quán tưởng ở trong cái cách thọ dụng trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi thọ dụng các cái món vật thực đó. Đó là một trong những cái đề tài mà mình nghĩ rằng, chúng tôi nghĩ rằng đó là một trong cái cách để chúng ta tiết chế các cái món vật thực. Sự thật ra ở đây đó là nếu mà mình nói theo cái sinh học bình thường đó, thì khi mà mình thích ăn cái món gì đó thì tự động ở trong cái miệng của mình nó tiết ra những cái chất nước bọt, và nước bọt nó làm cho mình thèm thuồng, làm cho mình thích thú, rồi làm cho nó sự tiêu hóa, vân vân. Nhưng mà rõ ràng là Đức Phật dạy cho chúng ta đó là nên quán tưởng những cái điều đó. Quán để chi? Để ngăn cái ngừa, ngăn ngừa đặc biệt là cái tâm. Bởi vì sao? Đối với người tu của chúng ta đó là chúng ta nên gìn giữ phòng hộ thân và tâm mình thôi. Phòng hộ thân và tâm mình. Bất cứ một trường hợp nào, bất cứ một thời điểm nào, mình cũng nên phòng hộ. Chứ không phải là lúc này, lúc mà mình ngồi thiền mới là phòng hộ, gìn giữ tâm. Những cái lúc khác mình lại buông lơi tâm mình, buông lơi tâm của mình. Thì cái đó không nên. Như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói rằng là bởi vì một vị tỳ kheo phải gìn giữ các cái tâm của mình. Nếu mà một lúc nào đó mà mình buông lơi cái tâm của mình thì một phút đó đó mình đã làm sơ hở, làm cho mình phải bị xa vời, làm cho mình bị thoái đọa ở trong cái đời sống tu tập. Như vậy thì ở đây trong cái điều đầu tiên mà ở một phân đoạn 178 thì Đức Phật dạy là nên quán tưởng các cái món thực phẩm. Một vị tỳ kheo nên nghĩ rằng cái đời sống phạm hạnh của mình là chính đáng, là quan trọng. Và vì vậy cho nên là tất cả trong các hoạt động của mình, trong đó có cái việc mà mình thọ dụng các cái món thực phẩm, thì mình nên gìn giữ cái tâm của mình, không để cho bị sa sút cái đời sống phạm hạnh tu tập. Đó là điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây. Cái điều thứ hai nữa đó là ở trong phân đoạn số 179, Đức Phật Ngài dạy rằng hãy luôn luôn có một cái sự thức tỉnh để ngăn ngừa những cái phiền não. Thì một người tu là cũng vậy.
Cái một người tu đó là không phải là lúc mà mình giữ tâm. Bởi vì cho nên là người xưa có nói cái câu là dục tốc bất đạt. Cái gì mà mình vội vã quá đó thì e rằng là khó cái sự thành công trong phút cuối. Khó bao giờ mà có cái sự thành công trong phút cuối. Và không phải là mình tích cực trong một thời gian đầu đó, rồi lại để mình tu tập, rồi một thời gian sau mình lại buông lung, mình lại lười, thiếu đi cái sự tinh tấn, rồi mình buông lung ở trong cái đời sống tu tập của mình. Trong con kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó là nếu mà người sống buông lung thì dù là sống mình có sống 100 năm đi nữa đó, thì cũng không bằng mình sống một ngày thôi. Và nếu một ngày đó, một thời gian ngắn đó mà mình sống đúng với ý nghĩa là mình có chánh niệm tỉnh giác, mình sống luôn luôn có một cái sự thức tỉnh, thì chúng tôi nghĩ rằng là chính Đức Phật dạy rằng là cái đó nó có ý nghĩa hơn là mình sống dù cả trăm năm mà mình không có mình sống buông lung như vậy. Thì ở đây cái cách mà ngăn ngừa những cái phiền não đó thì Đức Phật ngày dạy rằng là trong khi mà mình đi đứng nằm ngồi cũng vậy. Quý vị thấy rằng Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo đi ra đường đó thì y áo là phải chỉnh tề, kín đáo, chỉnh tề, nghiêm trang. Đi không ngó ngang, ngó dọc, đi không quơ tay, quơ chân, một trong những cái quay nghi như vậy. Rồi đi không nhảy, chạy, không ngó ngang, ngó dọc, không ngó trên, đầu trên, sớm dưới, mà chỉ ngó trước mặt mình độ khoảng chừng dài hắt tay thôi. Tức là khoảng 3 mét trở lại thôi. Tức là mình ngó ở trong cái phạm vi trước mặt của mình. Như vậy là được rồi. Bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng là mắt chúng ta mà bắt nhiều cảnh, một người mà không có thu thúc á, thì cái tâm của mình nó phan duyên theo trần cảnh rất là nhiều. Phan duyên trong trần cảnh rất nhiều. Cho nên khi mà đi khất thực cũng vậy, và trong khi mình đi đâu cũng vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng vị tỳ kheo á, ngày xưa cũng vậy, cái chư tăng mà nhập hạ thì có những cái lý do quan trọng để chư tăng đi nhập hạ, để mà nguyện hạ ra đi ở trong cái mùa hạ, trong thời gian 6 đêm 7 ngày gì đó. Thí dụ như là có thầy tổ hoặc là bạn đồng phạm hạnh bệnh đau hoặc mất, hoặc là có những cái người đàn tính bệnh đau hoặc mất, hoặc là có Phật tử thỉnh những người đàn tính Phật tử thỉnh trai tăng, thì những cái lý do đó là những lý do chính đáng để mà mình được phép để đi, nhưng mà đi không được quá cái thời gian quy định, cái thời gian quy định. Thì ở đây chúng tôi muốn nói tức là khi mà mình đi cái cách đi đó thì vị tỳ kheo cũng phải đi ở trong cái chánh niệm. Và mình nghĩ giống như là bây giờ nè, nghĩ là mình là người đầu tròn vai vuông, là cái người có hình tướng đó. Cái người có hình tướng là một bậc xuất gia đó. Thì đi cái chỗ nào nên đi, đến chỗ nào nên đến, rồi là ở mình đi đứng, mình đi như vậy, mình đi như vậy thì mình cũng phải có cái chánh niệm, chánh niệm mình luôn luôn có một cái đời sống thu thúc. Tức là mình luôn luôn giữ cái tâm của mình, đừng để mắt của mình hay là tai của mình, mũi của mình, lưỡi của mình nó chi phối mình. Có nhiều khi đó là chúng ta thấy cái cảnh đó như vậy, cái tự nhiên cái tâm của mình nó không vui, nó không vui. Hay hoặc là thấy một cái cảnh nào nó hấp dẫn quá mà theo do để phiền não nó sanh khởi lên, tham nó sanh khởi lên, thì tự nhiên cái là mình thấy cái cảnh này sao thích quá, mình nhìn tới nhìn lui hoài, đi tìm tòi hoài, nhìn hoài, thì cái đó cái tâm của mình nó không giữ. Tâm mình đó đi, khi mà mình đi mà cái tâm của mình không có chánh niệm thì cũng là một trong những cái điều mà không tốt cho một cái vị tỳ kheo tu tập. Rồi khi mà mình đứng cũng vậy, đứng biết đứng, đứng thì mình biết mình đứng ở chỗ đó, cái nơi đó là như vậy. Thì giống như chúng ta nói là đi kinh hành vậy thôi. Đi là một trong những cái bước đi, vừa là mình nói theo cái sự vận hành của thể chất ấy, là có cái sự vận hành, có cái sự vận hành để cho tiêu hóa thực phẩm, làm cho các cái cơ địa trong cơ quan của mình nó hoạt động, để rồi nó không có sinh ra bệnh.
Nhưng mà cũng có nghĩa là cái đời sống tu tập của mình biết là mình đứng, mình ghi nhận, mình biết mình đứng. Đó là một trong những cái cách tu. Hay hoặc là bàn chân của mình đặt xuống dưới mặt đất, mình có cái xúc giác biết được đó là cái sự cảm thọ của cái bàn chân của mình, do đất, nước, lửa, gió, chúng ta biết được như vậy. Thì cái đó, đó cũng là một trong những cái cách để mà vị tỳ kheo giữ cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm qua cái bước đi đó, qua cái bước đi đó. Cho nên cái đi đó, cái đi và đứng đó, thì một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng là cần phải giữ cái của mình, để rồi là không để cho phan di. Rồi bây giờ khi mà mình nói đến nằm cũng vậy. Có nhiều khi đó là mình nghĩ rằng có mình lớn tuổi thì có lẽ là nằm là một trong những cái sự thích hợp nhất cho một cái việc mà đời sống tu tập của mình. Nhưng mà mình, người ta có nói một cái câu như thế này, ta nói đi lâu quá thì cũng không được, tổn xương, tổn thận, tổn này, tổn kia. Cho nên đi đứng nằm ngồi nó cũng chỉ là những cái quay như thay đổi với nhau thôi. Và khi nằm xuống á, nhiều khi khi mà mình nằm xuống á, thì mình không có, mình sinh ra một cái gọi là thỏa thích. Thỏa thích trong lúc nào? Thỏa thích trong lúc nào? Chúng ta để ý cái cảm thọ của chúng ta đó. Hả mà chúng ta ngồi lâu quá thì nó tê chân, tê cẳng, đau lưng ha. Tê chân, đau lưng. Nhưng mà rồi mỏi gối, vân vân. Mà khi mà chúng ta được nằm xuống cái chúng ta thấy thích thú vô cùng. Thích thú vô cùng. Rồi khi mà chúng ta nằm hoài chúng ta cũng cảm thấy mệt. Chúng ta ngồi dậy thì chúng ta cảm thấy nó thích thú vô cùng. Thì chẳng qua đó là những cái cảm thọ, những cái quen nghi thay đổi, mà các cái cảm thọ nó sẽ thay đổi. Mà khi mà cái cảm thọ, cái đặc biệt là đối với một cái người tu tập á, thì mình đi đứng nằm ngồi cũng vậy. Mình biết mình nằm thì nằm nó cũng chỉ là nằm, không có gì vậy mà mình thấy cái cảm thọ nó thích thú. Rồi mình nghĩ trong lòng của mình, trong tâm của mình, thôi thôi mình ngủ một giấc cho nó thỏa thuê đi, cho nó khuây khỏa đi, vân vân rồi vân vân. Thì cái đó nó cũng không phải là cái tốt. Và khi mà mình ngủ nằm xuống đó, thì khi mà đặt lưng mà nằm xuống, mình biết là mình đang nằm xuống, ghi nhận là mình đang nằm xuống. Rồi mình cũng giữ ở trong cái chánh niệm bằng với cái đề mục của chính mình. Thí dụ như mình nằm nghiêng bên phải, nằm nghiêng bên phải, rồi mình nằm thẳng, mình nằm nghiêng bên phải, một trong những cái cách nằm để chi, để mình biết rằng giữ ở trong các cái quay nghi đó, để cái tâm của mình luôn luôn giữ cái đời sống, giữ cái chánh niệm trong lúc mình nằm, chứ không phải là mình ngồi thiền thì mình tích cực như vậy, nhưng mà khi mà mình nằm xuống thì mình lại cảm thấy thỏa thích, cảm thấy thỏa thích. Thì cái tâm của mình không giữ. Mà sự thật ra đó là các cái cảm thọ thôi. Cảm thọ thay đổi qua từng cái quay nghi. Lúc mà đi đứng nằm, chúng ta thấy là mình đứng lâu quá thì mình cũng cảm thấy mỏi chân. Rồi mình ngồi lâu quá thì mình cũng cảm thấy nhức chân, tê lưng. Mình nằm lâu quá thì mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Rồi mình đi nhiều quá thì mình cũng thấy cảm thấy mệt mỏi, mỏi chân. Đó là một trong những cái thường xuyên xảy ra như vậy. Và trong mỗi cái quay nghi đó mình luôn luôn ghi nhận biết rõ như vậy, nhưng mà mình không để cho cái tâm của mình sinh ra một cái khó chịu hay là sinh ra một cái thích thú. Đó là cái điều quan trọng nhất, tức là mình ghi nhận bằng chánh niệm và tỉnh giác. Đó là rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu tập của mình. Và chúng ta rằng là mình luôn luôn nghĩ rằng là khi mà mình ngồi cũng vậy, ngồi thiền giống như là các vị thiền sư dạy cho chúng ta đó là ngồi thì phải ngồi chân xếp bằng, chân bán già hay là kiết già. Kiết già thì hai chân tréo lên, còn bán già thì chân phải dắt lên chân trái, tay phải đặt lên chân tay trái, rồi đó là thẳng lưng, mắt khép hờ, rồi là phải chú tâm, đặt tâm theo dõi đề mục của mình, theo dõi tức là đề mục gì đó, hoặc là đề mục hơi thở, hoặc là đề mục gì đó để mà mình theo dõi. Để chi? Chúng ta thẳng lưng như vậy đó là vừa giữ cái cơ thể của chúng ta nó không bị, thứ nhất là không bị hôn trầm. Cái thứ hai nữa đó là
mình không có bị bệnh sau này ra là mình bị bệnh về cái xương sống của chúng ta nó bị co, như vậy thì không tốt, lâu ngày chạy tháng nó trở thành cái bệnh lý, nó không tốt. Vì vậy cho nên là mình phải thẳng lưng, thẳng lưng rồi mắt khép hờ để chi, để mà mình đặt cái tâm của mình theo dõi cái hơi thở, hay là mình theo dõi cái đề mục nào đó mà mình đang theo dõi. Thì ở đây đó là trong lúc đi đứng nằm ngồi, vị tỳ kheo luôn luôn có một cái sự chánh niệm và tỉnh giác, tỉnh giác. Và nên quán tưởng một cái điều như thế này: nên quán tưởng một cái điều như thế này, ta nay đó là xuất gia, mọi cái hành vi của chúng ta, mọi cái hành vi của mình, lời nói, suy nghĩ của mình và hành động của mình phải luôn luôn hợp lẽ đạo, phải luôn luôn hợp lẽ đạo. Và nếu những điều nào mà chúng ta suy nghĩ, mặc dù là quý vị thấy rằng là mình khởi cái tâm bất thiện lên, như là dục tư duy, tức là tham á, rồi hận tư duy tức là sân á, hoặc là hại tư duy tức là não hại quan trái đó, thì không ai biết được. Nhưng mà khi chúng ta khởi cái ý nghĩ bất thiện, tư duy bất thiện đó đó, thì đối với một cái người có lòng tàm lòng quý thì nghĩ ngay là mình có ý nghĩ xấu nè, mình không nên. Cho nên là mình không có nên. Nếu mà ai đó mà chứng thần thông, mà chứng tha tâm thông, chắc biết được cái tâm của mình nó cũng không tốt đâu. Cho nên là khi mà khởi lên cái ý niệm xấu là tự động là mình phải đặt cái tâm của mình đến với cái đề mục chánh niệm, chứ mình không nên nghĩ những điều đó. Mặc dù những điều đó nó chỉ thoáng qua trong một khoảng chốc lát nào đó thôi, nhưng mà mình luôn luôn có một cái chánh niệm và tỉnh giác như vậy. Thì khi mà mình biết cái sợ rằng mình biết xấu hổ, một người tu tập khác, những người bạn đồng phạm hạnh khác họ tu tập tốt, tinh tấn, họ tu tập tốt, tại sao mình không được như vậy? Cho nên là mình cảm thấy là các cái món vật dụng đó, quý vị thấy là thọ dụng, các món vật dụng trong kinh Đức Phật dạy rằng là ăn mà để mắc nợ thì cũng không nên. Vì ăn mà không quán tưởng, không tu tập thì cũng như là người mắc nợ. Rồi ăn mà không tu tập á, là mà trộm tướng á, thì có giống như kẻ ăn trộm. Do vậy đó thì cái việc mà mình mắc nợ hay là ăn trộm á, là do cái việc mình tu tập. Cho nên là khi mà mình thọ dụng các cái món vật dụng, mình thấy rằng cái điều đó nó tốt, nó làm cho cái đời sống tu tập phạm hạnh của mình nó tốt, và mình luôn luôn biết xấu hổ, biết mắc cỡ với những hành vi xấu của chính mình. Cái hành vi ở đây là từ nội tâm suy nghĩ, rồi từ cái lời nói không tốt, và từ ở cái hành động không tốt, thì nó mình phải biết xấu hổ với những điều đó. Rồi mình phải biết mắc cỡ, tức là phải biết ghê sợ với những cái hành vi xấu của mình. Tâm suy nghĩ xấu, lời nói không tốt, hoặc là hành vi nào đó không tốt, không chuẩn mực của một cái vị sa môn, không chuẩn mực của một vị tỳ kheo, thì mình cảm thấy điều đó nó là cái điều mà đáng xấu hổ, đáng ghê sợ. Thứ nhất đó là sợ các bậc thiện trí thức chê trách nếu mà mình có những hành vi sai sai trái, những hành vi không đúng. Thứ hai nữa là mình phải luôn luôn sợ cái quả báo khổ, bởi vì là mình thọ dụng các cái món vật dụng mà mình không tu tập á, thì mình sẽ mang nợ, rồi cái quả báo đó rồi mình cũng sẽ bị lãnh lấy nếu mà mình không tu tập, hoặc là mình có những cái ác nghiệp khổ từ thân, khẩu và ý của chúng ta đó, thì chúng ta chắc chắn sẽ lãnh lấy quả báo khổ đó. Vì vậy cho nên là Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo luôn 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 lấy cái mục đích là của mình đó, là hướng đến cái đời sống phạm hạnh này. Mà muốn hướng đến cái đời sống phạm hạnh này đó là trau dồi cái tâm của mình, trau dồi hành vi cử chỉ, hành động của mình, lời nói của mình ở trong cái sự trau dồi đó, tức là có sự tu tập. Và như vậy đó thì cái mục đích chính của mình là để mà đi trọn vẹn cái con đường phạm hạnh này. Và trong các cái món vật dụng, trong cái đời sống hàng ngày,
luôn luôn có cái sự quán tưởng, luôn luôn giữ chánh niệm dù là đi đứng nằm ngồi. Trong kinh nói rằng là mình phải biết thiện xảo. Thiện xảo ở trong pháp tiến hóa, thiện xảo ở trong cái pháp thối hóa, và thiện xảo ở trong cái phương tiện. Thì ở đây đó là mình biết như thế nào, cái nguyên nhân nào mà đưa đến cho mình bị thói quá, cái hoàn cảnh, điều kiện nào, hoặc là cái tâm nào suy nghĩ đến để cuối cùng dắt dẫn cái tâm mình bị thói quá như vậy, thân mình thói quá như vậy, thì chúng ta phải biết. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình phải biết được cái nhân nào, nguyên nhân nào, cái điều kiện nào để đưa cho mình được tiến hóa, hoặc là gần gũi những bạn lành thiện trí thức, hoặc là ở một cái nơi trú xứ thích hợp, hoặc là chúng ta biết tích lũy những cái công đức, những thiện sự để làm cái hành trang hỗ trợ cho chúng ta trong đời sống tu tập, hoặc là chúng ta xác định được cái lập trường của mình khi mà mình tu tập, dù là mình giữ giới, hay là dù là mình ngồi thiền, hay là dù mình phục vụ cái thiện sự nào mà mình làm á, mình nghĩ rằng chính những cái điều thiện sự đó giúp cho mình bổ túc pháp độ ba la mật, giúp cho mình hỗ trợ để mà mình gọt bào cái phiền não của mình, lần ngòn nó tiêu dần để chúng ta đạt được cái sự giải thoát. Đó là cái điều mà mình cần phải làm. Mục đích chính của cái đời sống tu tập là như vậy. Cho nên là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói là, Ngài dạy rằng nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Đó là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Tức là ba canh ở đây là ba canh của cuộc đời. Ba canh của cuộc đời. Từ cái tuổi mà chúng ta còn là ấu niên, từ cái tuổi mà chúng ta bước sang tuổi trung niên, rồi đến cái tuổi mà chúng ta trở thành lão niên. Thì ba canh cuộc đời đó, bất cứ lúc nào chúng ta phải luôn luôn thức tỉnh. Còn nếu mà mình nói nghĩa ngắn là một đêm, trong cái văn hóa của Ấn Độ thì có ba canh, canh 1, canh 2, canh 3 đó là mình luôn luôn có cái sự thức tỉnh, dù là đi, đứng hay nằm ngồi như thế nào, ngủ hay là thức, luôn luôn có chánh niệm và luôn luôn giữ cái tâm của mình là như vậy. Bây giờ cái phân đoạn số 180 ở đây, Đức Phật Ngài dạy rằng vị tỷ kheo phải phải chánh niệm tỉnh giác, tức là một vị tỳ kheo phải có chánh niệm tỉnh giác, dù là đi tới đi lui, hay là nhìn thẳng, hay là co tay dỗi chân. Mình thấy không, cái không phải là ở tu tập ở trong Phật giáo, không phải là ở đâu xa, mà là ở trong mỗi cái hành vi của mình, mỗi hành vi mình. Thí dụ như bây giờ mình đi tới đi lui nè, bước tới bước lui cũng phải có chánh niệm. Rồi mình co tay duỗi chân cũng phải có chánh niệm. Nhiều khi là chúng ta thấy rằng thì cái tay của mình nó quơ qua quơ lại, cái chân của mình bước bước, thì chuyện đó là quán tính tự nhiên. Nhưng mà trong cái ý nghĩ của mình đọc được cái tâm của mình cái đó nó mau lắm quý vị. Cái tâm mình khởi lên là tự động cái khiến cho cái tay của mình co giỏi liền, hay hoặc là cái chân của mình nó co giỏi liền. Nhưng mà nếu một người có chánh niệm thì họ ghi nhận ngay từ lúc phản đó, rồi cái khoảnh khắc đó đó, tức là co tay dỗ chân đều có cái sự ghi nhận đó, chứ không phải là không có. Cho nên là khi mà chúng ta nói rằng chánh niệm, những cái việc gì nhiều khi chúng ta thấy nó, mình ghi nhận cái tâm của mình á, nhiều khi mà mình tại sao tôi phát ngôn, tôi nói những cái lời nó không đẹp như vậy, không tốt như vậy, thì cái đó là mình thiếu chánh niệm đó. Mình ghi nhận nó, chuyện là chuyện nó đã rồi, Còn cái chuyện là một người mà có chánh niệm tỉnh giác là trước khi phát khởi, đang khi phát khởi là người ta đã có cái sự ghi nhận rồi, có cái chánh niệm rồi. Nếu không có chánh niệm thì họ phát ngôn sai ngay thôi, họ phát ngôn sai. Cho nên trong cái điều đó là chánh niệm đi đứng nằm ngồi, rồi co tay dỗi chân, rồi khi mà mang bình bát, hay hoặc là khi mà đắp y, tất cả những cái hành vi đó, mình thấy như vậy đó, tuy là nó nhỏ như vậy thôi, nó đơn giản như vậy thôi,
Nhưng mà thiếu chánh niệm thì tự động là nó không hay rồi. Mình nhìn vô là nó còn đã không hay rồi. Về nhìn cái dung sắc, hình tướng nó cũng không đẹp rồi. Rồi trong cái thiếu chánh niệm á, thì nó tường thoát lên những cái vẻ, cái ván vẻ, dáng vẻ của một người thiếu đi cái phong thái trang nghiêm ở đó. Vì vậy cho nên là chánh niệm là một trong những cái điều cần thiết mà Đức Phật Ngài dạy rằng, dù là mình đi đứng nằm ngồi, hay là mình mang bát, mình đắp y thượng, đều có cái chánh niệm tỉnh giác. Ngày Xá Lợi Phất Ngài dạy đó là chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp cần có nhiều cái tác dụng ở trong cái đời sống này. Mà chúng tôi có thường nói đó là chánh niệm đó là cái sự ghi nhận, biết rõ được những cái gì đang diễn ra, đang có mặt. Đó là cái điều quan trọng. Rồi tỉnh giác tức là mình chánh niệm là mình ghi nhận, còn tỉnh giác là mình biết rõ những cái hành vi của mình. Thí dụ như bây giờ nè, có thể nói rằng tỉnh giác đó là trước khi mình làm thì mình biết rằng cái việc đó mình nói năng, mình làm hay là mình suy nghĩ nó có nên hay là không nên, nên làm hay là không nên làm. Đó là cũng tỉnh giác đó. Đó là tỉnh giác đó. Nên làm hay không nên làm. Rồi á, là mình khởi cái ý đó lên, cái ý đó nó ô nhiễm hay là không ô nhiễm, ô nhiễm hay là thanh tịnh. Thì mình phải biết rõ cái điều đó, biết rõ điều đó. Nếu một người mà nói năng hay là suy nghĩ hay là làm hành động gì đó mà mình không có ghi nhận, không biết rõ được cái điều đó làm cho tâm mình ô nhiễm, làm cho thân mình ô nhiễm, cho khẩu mình ô nhiễm, thì cái người đó không có tỉnh giác, không có tỉnh giác. Vì vậy cho nên cái tỉnh giác nó cũng là ghi nhận, biết được là mình có những hành vi như vậy thì nó ô nhiễm hay nó thanh tịnh cho cái nội tâm của mình, thì mình nên. Cái gì mà nó làm đưa đến thanh tịnh thì mình nên, còn cái gì mà nó đưa đến ô nhiễm thì mình không nên. Rồi cái điều nữa đó là trong tỉnh giác đó là mình phải biết rõ được cái đó là lợi lạc hay là không lợi lạc. Lợi lạc ở đây chúng ta hiểu là lợi lạc cho cái đời sống tu tập của mình. Như vậy á, thì cái gì nó không lợi lạc thì mình không làm, cái gì nó không lợi lạc thì mình không nói, cái gì nó không lợi lạc thì chúng ta không có suy tư những điều đó. Không suy tư những điều đó, bởi vì suy tư á, tuy là tâm của mình khởi lên thì khó ai biết được, nhưng mà lâu ngày chày tháng á, thì nó sẽ trở thành những cái nó lớn mạnh, phát tác, phiền não nó phát tác, nó lớn mạnh. Vì vậy cho nên là khi nói cái chánh niệm và tỉnh giác đó thì thật sự là nó có là một trong những cái phương pháp hữu hiệu giúp cho một cái vị hành giả hay là một cái vị tỳ kheo tu tập đó, chúng ta thấy rằng nó là chính trong cái sự sinh hoạt hàng ngày của mình. Như vậy thì chúng ta thấy là từ cái việc ăn uống, từ cái việc mặc y, từ cái việc đi đứng nằm ngồi, rồi từ ở cái việc ngủ nghỉ, rồi từ cái việc hành thiền, những cái việc đó chúng ta thấy nó hết sức là đời thường, nhưng mà đó là một trong những cái cách tu tập của một cái vị hành giả. Tức là mình tu á, là mình trao dồi cái nội tâm của mình, nội tâm của mình, mà trao dồi cái nội tâm á, đồng nghĩa là có thể là mình trao dồi luôn cái thân của mình, trao dồi luôn cái khẩu của mình, tức là lời nói của mình. Như vậy thì ở đây đó là bất cứ một trường hợp nào, từ ở cái việc mà mình biết được, thứ nhất là trong cái sự thọ dụng các cái món vật dụng, thì mình nên luôn luôn có cái sự, một vị tỳ kheo luôn luôn quán tưởng rằng các cái món vật thực phẩm này nuôi sống cái thân này, giống như cái người mà muốn tu tập á, thì mình cần phải có cái thân này. Có cái thân này, như câu pháp cú mà Đức Phật Ngài nói là Ngài dạy rằng nó là dù là có cái thân này đó, thì mình mượn cái thân này để mà mình tu tập thôi. Mình mượn cái thân này để mà mình tu tập. Nếu chúng ta không có cái thân này thì chúng ta không thể tu tập được. Vì vậy cho nên là khi mà mình mượn cái thân này, như là cái người mà
đi qua sông thì cần phải có bè, đi qua sông thì cần phải có đò, vân vân. Thì có cái thân này chúng ta mới trau dồi tu tập được. Nhưng mà chúng ta không phải thỏa thích ở trong cái sự ham muốn, trong sự thọ dụng đó, cũng không phải là chán ghét, bực bội, khó chịu với một cái sự thọ dụng nào mà chúng ta nghĩ rằng nó không có hài lòng. Cho nên nó rất là quan trọng ở trong cái đời sống của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải biết được cái nguyên nhân nào để đưa đến cái nội tâm của mình bị ô nhiễm, pháp bất thiện, phiền não nó có thể sanh khởi. Và pháp nào đưa đến cái nội tâm của mình nó thanh tịnh, không có ô nhiễm, và đưa đến cái sự dứt sạch được những cái phiền não. Và thứ ba nữa đó là bất cứ một trường hợp nào trong đi đứng nằm ngồi, đời sống tu tập luôn luôn giữ chánh niệm và tỉnh giác. Điều đó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta có tích cực tu tập bất cứ một cái thiện pháp nào mà mình không giữ cái tâm của mình, và mình không tu tập cái tâm của mình, thì cái chuyện mà công đức thiện sự kia nó cũng chưa được trọn vẹn. Chưa được trọn vẹn. Và đặc biệt là khi mà mình có trau dồi cái nội tâm của mình rồi, thì dù gì đi nữa thì chúng ta luôn luôn có một cái nội lực từ ở nội tâm, từ ở nội tâm của mình. Và đó cũng chính là một cái điều kiện hết sức tốt đẹp để giúp cho mình đạt đến cái đời sống phạm hạnh tốt đẹp mà Đức Phật ngày nói là trở thành một cái vị sa môn hay là những vị bà la môn ở trong giáo pháp này. Thì chúng tôi xin có và cái ý chia sẻ trong cái ba cái phân đoạn này. Có lẽ là còn thời gian còn lại thì thỉnh chư tôn đức thảo luận bàn sâu rộng thêm để chúng ta được lợi lạc. Trước khi dứt lời thì chúng con xin đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý vị, chúc quý vị được an vui tiến hóa. Sa tu kính chân thượng tọa Phật tịnh, bất thượng tọa trời siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin thượng tọa khoan hỷ cho biết để thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa trời siêu, thượng tọa có nghe được không? Có lẽ thượng tọa trời siêu không có trước máy chúng ta sao? Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Dạ vâng. Thượng tọa Pháp Đăng khoan hỷ. Giải thích cho câu thảo luận số 3. Quý vị khoan hỷ nha. Quý vị khoan hỷ. Khi mà chúng tôi soạn cái câu thuật lược soạn sẵn rồi, nhưng mà tùy theo chư vị giảng sư chúng tôi có câu hỏi khác nhau. Thượng tọa Pháp Đăng có một hiện tượng mà chúng ta thấy rằng có một số không nhỏ các vị tu sĩ đó sống nhàn nhã đó thì trở nên biến nhát, và những vị mà không có biến nhát thì lại rất là rơi vào cực đoan khác, rất là lăng xăng bận rộn với nhiều việc. Làm sao mà chúng ta có thể có một đời sống tinh tấn trong sự tu tập, không có đa đoan với công việc nhưng mà không rơi vào trong biến nhát? Kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ thượng tọa Đại Sư Đại Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tự Truy cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào bảy cô thượng nữ thần giáo Phật tử. Thì trong cái câu thảo luận số 3 như là thừa lời thượng tọa hỏi đó, thì con nghĩ rằng khi một số các vị chọn cái con đường tu tập đó thì mình phải tự nhìn thấy mình, đó là cái điều rất là quan trọng. Nhìn thấy mình là gì? Khi mà mình sống, mình chọn cái pháp học hay pháp hành,
khi chọn cái học pháp thì mình có những cái sự đi dạy học hay là đi mở những khóa tu. Thì mình làm sao cho mình vừa chừng đó. Thì cái đó là tôi nghĩ rằng một cái nỗ lực của bản thân của mình, hoặc là một cái sự hạn chế của bản thân của mình. Rồi nếu mà bị đó chọn cái pháp hành đó, thì con nghĩ rằng nghĩ gì mà Đức Phật này dạy trong Thanh Định Đạo để một cái vị tu sĩ đó, nếu mà muốn thực hành đó, thì mình chia cái thời gian để mình thực hành, như là đi hành thiền hoặc là kinh hành, thì tự mình phải chia cái thời gian ra, rồi mình lấy cái thời gian đó làm cái căn bản để mình tu tập. Chứ thật sự ra thì đời sống một cái vị mà tu tập đó, thì khi mà ở trong trường thiền ấy, thì có thiền sư, có cái trường thiền, nó cũng là cái sự nó cũng sự là một cái sự khích lệ, một cái sự ràng buộc để cho mình nỗ lực mình tu tập. Nhưng mà nếu mình tu tập về một cái trú xứ nào đó mà không có ở trong cái trường thiền, thì nếu mình ở gần được những cái vị tu tập thì mình sẽ nhìn thấy được cái sự tu tập của những vị đó, rồi mình tự nỗ lực để mình bớt đi cái sự dễ vui. Nhưng mà con thấy rằng cái này là một cái sự mà Đức Phật ngày dạy đó, nghĩa là mình tu tập đó thì luôn luôn lúc nào cũng phải có thầy bạn, vì thầy bạn đó là một cái phần rất là căn bản để mình có sự khích lệ tu tập, hoặc là có sự động viên. Thường thì nếu mà căn cứ vào những cái bài kinh mà Đức Phật ngày dạy đó, thì chư tăng nếu mà tu tập được vài vị đó thì mình thường có một vị để khích lệ trong những mỗi vài ba ngày, có một cái sự khích lệ của một vị nào đó để mình có sự nỗ lực. Chứ còn con thấy rằng nếu mà mình tu tập đó, mà mình không có cái điểm tựa, có nghĩa là mình không có cái điểm tựa đó là một cái thời khóa tu, hoặc là không có cái điểm tựa đó là những cái bậc phạm hạnh, thì con nghĩ nó cũng khó, cũng khó, rất là khó. Vì thường thì nếu mà nói một vị mà đã có nhiều năm tu tập đó, thì nó lại khác. Nhưng mà những vị mà nhỏ hay là những vị mà tu tập chưa có đủ cái khả năng đó, thì cái điều này con thấy cực kỳ khó. Cực kỳ khó để vị đó không làm cho mình hoặc là làm cho mình đừng quá công việc mà cũng đừng quá lười biếng đó. Thì con nghĩ rằng cũng không phải dễ, cũng không phải dễ. Tại vì thật sự đó thì với cái thời gian tu tập đó thì mỗi người sẽ có một cái nhưng mà cái câu thảo luận này thì con nghĩ đây là một cái cách để làm cho mình suy nghĩ, để mình tự có một cái lối sống như thế nào đó để mình có thể tiến bộ được. Thì con nghĩ rằng bởi vì thường thường từ cái lúc trước con cũng có cái sự suy nghĩ rồi, con thấy có nhiều vị đó, nhiều vị trưởng lão đó làm được rất là nhiều việc nhưng mà rất là bận rộn. Rồi con cũng qua trường thiền đó, con cũng thấy những vị thiền sư đó, nhưng mà những vị thiền sư thì những thiền sinh đó, trình pháp tối ngày. Nhưng mà con nghĩ rằng những vị đó có một cách tu, nhưng mà cái cách tu của các vị đó đó là trong khi người ta trình pháp đó, mình vẫn chánh niệm tỉnh giác để mình coi người ta trình bày như thế nào. Thì con cũng đó là một cái kinh nghiệm. Và những cái vị mà đi dạy học hay là những vị mà làm được lợi ích cho đồ chúng, thì con thấy cái sự bận biểu đó nó cũng rất là bận biểu. Bận biểu. Tại vì thường thường thì con nghĩ rằng những cái lớp học, mà những cái trường học, những cái đạo tràng đó, những cái tự viện đó, nó có cái sự nhu cầu, cái sự cần thiết, và cái vị giảng sư hay là cái vị giáo sư đó phải đi dạy thường
những vị là phải đi dạy thường, chia thời khóa mà dạy. Nhưng mà rồi cũng thấy rằng cái thời gian cũng làm cho cái vị đó kiệt lực, vì cái thời gian đó di chuyển, cái thời gian dạy học, rồi cái thời gian soạn bài đó cũng làm những vị kiệt lực. Nhưng mà rồi có nghĩ rằng mỗi vị đó thì tự suy xét và tự điều phối. Nếu mà vị nào mà mình thấy lười biếng quá đó thì mình phải phải làm sao để cho mình có cái sự năng nổ, mình gọi là tu tập đó, mình phải có tự mình có cái sự năng nổ. Rồi những vị nào mà quá nhiều cái thời gian đó thì con nghĩ rằng để sắp xếp nó không phải là dễ. Chính trong thanh tịnh đạo cũng có dạy những cái vị mà muốn đi hành thiền đó, mà đang dạy học hay là đang dịch thuật hay là đang này kia nọ đó, mình cũng phải tự sắp xếp như thế nào đó mình để mình ổn định, để mình tu tập. Thì con nghĩ rằng trong lời dạy của Đức, trong kinh điển thì những cái chuyện này có, và những vị đó cũng đã dạy phương pháp. Mình cần phải suy nghĩ, cần phải làm sao để mình hạn chế bớt. Chứ còn nếu không thì con nghĩ rằng để mình quân bình lại đó là một cái chuyện không phải dễ đâu. Con nghĩ nó không phải dễ. Nó có rất là nhiều cái đường, cái trường hợp ràng buộc, chứ không phải dễ. Con chỉ thấy rằng những cái vị mà tu tập thiền đó, thì con thấy rằng cái vị này vẻ dễ hơn. Tại vì mình tu tập thiền, mình bớt đi cái đồ chúng, bớt đi đồ chúng, và mình tự sắp xếp cái thời gian cho mình được. Chứ còn khi mà mình nhận những cái lớp dạy, những cái lớp học đó, thì con nghĩ rằng mình chi phối rất là nhiều. Mình đến lúc nào đó mà mình sắp xếp được không phải là dễ đâu. Con nghĩ rằng phải có một cái thời gian cũng khá nhiều để rồi mình sắp xếp cái thời gian, chứ không có dễ. Thì theo con nghĩ rằng cái vị, mỗi vị tu sĩ sống mà nhàn nhã quá, trở thành lười biếng, thì con cũng thấy rất là nhiều. Có nhiều vị không có công việc gì làm, có nghĩa là có nhiều vị nó không có công việc gì làm. Mình thấy sống đó rất là thụ động, cũng có, nhưng mà có nhiều vị đó thì phải nói là quá năng động đi, quá năng động đến nỗi mà kiệt lực đó, thì con cũng biết, con cũng thấy, cũng có như vậy. Nhưng mà rồi con nghĩ rằng mỗi vị tự chọn cho mình và tự phải suy nghĩ lại. Chứ còn nếu mình nói có một cái phương pháp nào đó thì Đức Phật Ngài đã dạy rồi, cũng có trong kinh sách để dạy. Nhưng mà nếu mà có cái phương pháp nào đó để áp dụng cho toàn bộ thì con nghĩ rằng không có. Và chỉ có là mỗi người tự lựa chọn, rồi tự suy xét như thế nào đó. Rồi mình thấy như vậy là vừa với khả năng của mình, vừa với cái sức lực của mình, và nó không quá làm cho mình kiệt lực, và cũng không, mình cũng không thụ động lắm. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái kinh nghiệm của bản thân, thì phải nói rằng cái sự kinh nghiệm bản thân phải có rất là nhiều. Chứ còn nếu mình nói rằng khi mà mình bị ràng buộc đó, thì cái sự ràng buộc nó cũng rất là khó mà tháo ra, chứ không phải dễ đâu. Không phải dễ. Nên ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con chỉ chia sẻ được như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại, nếu cái gì cần nói thêm chút ít thì thỉnh Thượng Tọa nói thêm cho qua cái câu thảo luận này. Và bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa. Sao tôi kích trình Thượng Tọa Pháp đồng Bạch Thượng Tọa Thời Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thời Siêu nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Chắc Thượng Tọa Thời Siêu không có mặt trước máy. Đại Đức Pháp Tính đây. Ôi, dạ thấy có Thượng Tọa Thời Quyền. Dạ. Thượng Tọa Thời Quyền, thông thường đó là chúng ta thấy rằng có một số vị rất là giỏi về biện luận, và đặc biệt là có kiến thức rất là lớn. Thì mình nhìn các vị đó nói, mình nghe các vị đó nói, mình cảm tưởng như vị đó là rất là đậu, rất là bén nhạy. Nhưng mà sự bén nhạy của một cái người mà có kiến thức đó, nó khác với sự bén nhạy của người chánh niệm thế nào. Một người có kiến thức mà có thể nói một cách bạch lạc, có nhất thiết là người đó có chánh niệm không? Hay là
một người có chánh niệm là một chuyện khác, mà cái người mà có cái kiến thức rộng lớn là chuyện khác, biết nhiều việc khác hơn là cái biết của thân tâm của mình, hai cái biết nó có khác biệt thế nào. Xin kính thỉnh thượng tọa Việt Quang Hỷ chia sẻ một vài suy nghĩ của thượng tọa về điểm này. Nam mô Bụt Thầy, Gia Nam mô Tham Ma, Gia Nam mô Sanh Khai, Giới Giờ Thời để chúng được nghe rõ. Cảm ơn cô Như Quỳnh. Chúng con kính lễ đến đây sự vụ từ siêu từ tòa giác đẳng tường tập phúc đăng tường phúc tăng tường tòa mong hành để đức phúc chánh đức tự trì xuống nguyện thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến người tu nữ cùng chư Phật tử. Như kính bạch thượng tọa, quả thật thì nếu như hiểu biết mà về cái kiến văn thì rất khác so với cái hiểu biết về Phật pháp. Hay là chúng ta nhớ một người trí tuệ, một người mà học cao hiểu rộng, nó khác với cái bậc trí tuệ ở trong tinh thần Phật pháp. Một cái trí tuệ của một người nhà bác học, trí tuệ của một nhà nghiên cứu đạt tới nhiều bậc cấp, từ cử nhân, phó tiến sĩ, rồi tiến sĩ, rồi tới vượt ngoài cả tiến sĩ, làm những cái luận án mình phải nói chuyện như là vượt ngoài cái tầm hiểu biết của mọi người, vân vân. Thì cái sự hiểu biết họ giới họ lớn lắm á, nhưng chưa chắc người đó nó lại là có một cái gọi là cái trí tuệ mà thâm hiểu Phật pháp, cái trí tuệ mà hiểu biết về giáo lý nhà Phật một cách đủ hiểu được. Hay là người ấy gọi là người trí tuệ thì không phải. Người trí tuệ trên tinh thần của nhà Phật, tức là người đó không có tham ác, không có sân ác, không có tà kiến ác, hay gọi là thân không, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện. Cái ý thiện ở đây nó rất là quan trọng, nó liên quan tới ngay cả luôn cả đó chính là cái gì, là phải có một cái trí tuệ mà do cái sự tu tập nó khởi sinh, do cái trí tu ở đây chính là chúng ta thấy một người nói rất là mạch lạc, nói rất là hay, có thể người ta nói, người ta khóc, nói người ta buồn, nói người ta vui cười, người ta đang buồn người ấy có thể nói cho người hết buồn, người đang đau khổ người ta có thể nói cho người đó vui lên. Nhưng cái quý vị như vậy chưa chắc người ấy là có một cái là người hiểu biết Phật pháp hay có một chánh niệm cảnh giác. Và cũng ngược lại, cũng như một người mà có một cái nhiều khi người ta nói không được nhiều, người ta nói không hay, nhưng người ấy có một chánh niệm tỉnh giác. Ngay cả như vậy đó, cho nên cái chánh niệm tỉnh giác này nó đòi hỏi từ cái đời sống nội tâm, mà cái đời sống nó gần như một đời sống trực quan, mà chính mọi người phải cảm nhận, mọi người phải quay về tâm để có sự kiểm soát, để có sự thu thúc, để có sự tiến tu thì nó mới khởi sanh được. Còn không phải do học, mà do học ở trường, ở lớp hay do thầy, do bạn mà chúng ta được như vậy, mà phải do tự mình đối diện với chính mình, tự mình quay về với nội tại của mình thì cái giá trị này, thì đó mới chính là một cái giá trị mà ở đó chính là một sự tiến tu. Có thể nói một mặt khác hơn, nếu như người ấy có sự tu thiền, tu tập về thiền quán thì người đó mới có một chánh niệm, có một tỉnh giác một cách rõ ràng. Bởi vì để mà, và thành thật luôn mà nói, nếu như trường hợp cái điều này mà chúng ta biết nó có một cái duyên, nó có cái duyên với Phật pháp, nó phải được cái sự tạo tác từ tiền thân, chứ không phải ngay bây giờ mà chúng ta thấy có được trường lớp để dạy dỗ, cái điều đó hoàn không có. Mà có cái đó chính là một cái dài không tu tập, cái dài không mà tạo lập của chúng ta từ quá khứ cho tới ngay bây giờ. Một người khác có một cái đa văn, có một cái hiểu biết, có một cái kiến văn quảng bá rất là nhiều, nó phổ cập rất là lớn, sự hiểu biết của người ta rất là rộng, nhưng quả thật cái điều đó cũng chưa chắc là người ấy là hiểu biết Phật pháp một cách tốt đẹp. Và nói thật, một số người có một kiến văn giỏi mà chúng ta lại giao cho họ để thuyết, để giảng về giáo lý nhà Phật, thì điều này tai họa vô cùng to lớn. Họ hiểu theo cách của họ, từ cái từ cho tới cái ngữ cho tới cái lý, họ đi theo cái kiến văn, cái kiến thức của đời sống, của cuộc đời, của thế tục, họ lồng ghép vào đó một chút ít gì đó của Phật pháp mà đóng mạc thế là của Phật. Thì đấy là những cái quái thai, đấy là những cái sự nguy hiểm mà nó sẽ biến đổi, nó sẽ pha chế Phật pháp cho tới ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy.
một cái người tu tập giỏi, một cái người mà có một sự chiêm nghiệm thâm sâu, hiểu biết về Phật pháp, không cần thiết phải bằng cấp. Cái điều này nó kinh qua nhiều cái điều đó nó phải do một cái duyên, một cái duyên trí tuệ. Đó, cái này chúng tôi không phải để chúng tôi nói, chúng tôi nói thật thật. Nhưng sư trưởng nói thì chúng ta gọi là học lớp 3 trường làng. Nhưng đều cái kiến thức của sư trưởng á, về nội điển nó là một cái điều quá quá nhiều. Và ngay cả ngoài điển của mình, sư trưởng cũng từng tiếp xúc rất nhiều người, có những văn bằng, nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa, về tôn giáo đã cật vấn sư trưởng rất là nhiều. Mà tôi cũng không ngờ của tại sao mà đã hiểu biết được như thế này. Thì nói ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe là cái điều đó nó không phải phát xuất do cái gì, do cái trường lớp, do cái bằng cấp mà học và dạy dỗ con người. Cho nên vì vậy làm sao mà cái lời nói nào đó, cái lời dạy nào đó mà ở đó nó chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc cho chúng sinh. Cái ly khổ đắc lạc này không phải là nói người ta hết buồn, đó là cái điều tốt, mà nói cho người ta có một hướng đi, nói cho người ta có một sự tỉnh thức, có một sự an trú, có một sự tỉnh thức. Cũng như thế, chưa chắc một người giỏi về kiến văn kiến thức của xã hội, của cuộc đời mà là người ấy lại có chánh niệm tỉnh giác, và chưa chắc người ấy là được tu được ấy. Cái này nó thành thật đa thư khi nó loạn tâm. Nếu không tu đúng, đa thư một khi loạn tâm, bởi vì người đó nghi ngờ, hiểu biết quá nhiều, cho nên cái sự nghi ngờ nó cũng rất là nhiều. Và biết quá nhiều cũng biết chọn, biết lựa cái gì. Do vì chỗ đó cũng chính là một sự nguy hiểm. Cho nên vì vậy ở đây có thể nói rằng là một người giỏi về kiến thức xã hội, chưa chắc người đó lại có cái chánh niệm, lại có giác được tốt đẹp, và chưa chắc người đó là hiểu đúng về Phật pháp, tuy họ có cái nền tảng của xã hội. Cái điều này là phải do phải khởi cái sự thiết thực, một sự cầu học, một cái sự chiêm nghiệm và một cái sự so sánh, một sự đối chiếu mà cần những cái người đi trước truyền đạt chỉ dạy những người đi sau, vân vân. Thì xin xác định rõ là chưa chắc một người giỏi về cái kiến thức xã hội chung người ấy lại có một cái thể có thể là tốt đẹp, có một sự tốt đẹp được, hoặc là có sự tiến tu được. Như chúng ta biết là thí dụ như sư trưởng rất là giỏi về kiến văn, về vật lý, về khoa học, chứ phải lãng biết ngay cả luôn về lĩnh vực văn hóa hay lịch sử, xã hội hay chính trị, hiểu những điều mà ta không nói. Nếu cần nói những cái điều mà chính, thí dụ như sau này khi chúng con đi học, chúng con đúng như gọi là khi chúng con đi học về mà hỏi sư trưởng thì sư trưởng cười đúng. Những điều đó biết hết. Cho nên vì vậy cái con người này á, là chúng ta thấy nó có điều đặc biệt. Và cũng như thế, ý nó ở đây nói rằng là, nhưng thì chúng ta cũng đừng có ý đi, chúng ta nói rằng chúng ta không học rồi chúng ta nói bao nhiêu, chúng ta dựa vô sư trưởng mà chúng ta nói, đó là một điều ngu si rất lớn. Hay là nhiều cái hình thái của con người mà không cần phải lấy cái bằng cấp ra mà so sánh ở cuộc đời này nhiều lắm. Yeah. Thì người ta có cái chuyện tu, người ta có một cái duyên, cái phước của người, chứ mình không lấy người so sánh với mình, đó là một chuyện rất là ngu si. Thì cũng như thế, mình cũng đừng có tự mãn quá là mình là người tu, là mình có chánh niệm, có tỉnh giác, chưa chắc. Một số vị giảng sư, một số vị hòa thượng đương nhiệm của Phật giáo Nam Tông, khi nghe giảng về cái chữ chánh niệm tỉnh giác, nghe mà lạnh không? Đương thời nổi tiếng, nhưng xin phép không dám trình bày. Nói lên thì có lẽ đại chúng nghe rồi chúng thối thận. Yeah. Thì thôi, cái chuyện nói chuyện đường sinh tử hồng mai nó giữ không dám nói. Nói ra nó thôi, nó không được tốt đẹp, mà nói lại là buồn phiền nói chi, chứ không phải là sợ hay không phải là cái gì cả.
Và điều đó chúng ta cần phải có một sự nghiên cứu kỹ, không dễ dàng để có một cái sự tu tập, một cái sự được có được chánh niệm với tỉnh giác. Và xuyên qua chỉ là học ở xã hội là bình thường, chính tự thân phải tu tiến, tự quay về. Và đây chính là thiện ý của chúng con là như vậy. Nếu có đi cầu chúc việc thì cũng nên tưởng tỏ của những ngày năm mới thứ hai vậy. Sao thú cái chừng từ tòa tùy quyền. Đại Đức Pháp Tính ấy, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang ở trước máy, dạ, thì Đại Đức Pháp Tính con nghĩ giúp trả lời câu này. Đại Đức Pháp Tính ngày nay đó, có một cái việc là đời sống chùa chiền bắt đầu khá giả thì nhiều tiền, và một số các vị tu sĩ đó, lại đề cao vấn đề dinh dưỡng, về pháp dưỡng sinh. Ví dụ như có những danh từ rất đẹp như là cái pháp tu thanh tịnh thân tâm, thanh lọc thân tâm, làm sao cho thân tâm được sạch, mà thân cũng sạch nhưng mà thực tế chỉ pháp dưỡng sinh thôi. Thì một cái vị tu sĩ mà Phật giáo mà sống rất là cẩn thận trong việc ăn uống, sống có cái chế độ dinh dưỡng mà theo cách đặc biệt nào đó, thì nó có thực sự phù hợp với cái đời sống tu sĩ Phật giáo đúng nghĩa theo lời Phật dạy không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến Trường Tọa Nhật Đẳng, Trường Tọa Tuệ Quyền, Trường Tọa Pháp Năng, Trường Tọa Minh Hạnh, Trường Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Chuyên cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận số 2 thì hỏi rằng đối với cái đời sống ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái cách để mà mình ăn uống theo cái chế độ dinh dưỡng như vậy thì có thích hợp với cái đời sống của tăng sĩ hay không. Thì kính thưa quý vị, đối với ai đó thì chúng tôi không biết, còn đối với bản thân của chúng tôi đó, thì chúng tôi có cái niềm tin về Đức Phật. Có nghĩa là đối với Đức Phật đã dạy cho các vị tu sĩ rất là kỹ càng về trong cái sự ăn uống. Thí dụ như là đối với ăn vào buổi sáng hoặc là buổi trưa, hoặc là cái cách ăn vừa đủ để no, còn phải còn cỡ chừng 3-4 giấc cơm nữa thì cái vị đó sẽ uống nước để mà no, rồi sau đó đi kinh hành, để xua đuổi cơn buồn ngủ. Thì thường thường đối với chúng tôi nghĩ rằng đối với cái trí tuệ của ngài đó thì sẽ làm cho, nếu mà có những cái gì mà nó không có thích hợp với cái cơ thể của vị tỷ kheo thì coi như là Đức Phật ngài sẽ thuyết giảng cho chúng ta biết. Thành ra đó mình thấy rằng ở trong đời nay đó, có nhiều khi đó chúng ta chạy theo khoa học quá, chúng ta chạy theo cái khoa học quá đó thì chúng ta quên đi, chúng ta sẽ quên đi cái lời dạy của Đức Phật. Thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy các vị tỷ kheo khi mà ăn có cái sự quán tưởng, cái thức ăn này mình ăn vào để duy trì cái đời sống, duy trì cái mạng sống này để thực hành đời sống phạm hạnh. Thì khi mà thật sự khi mà nói về cái sự quán tưởng đó, thì nếu mà nói về ở trên cái mặt lý thì gọi là cho chúng ta không có bị tham đắm ở trong cái vật thực đó. Còn nếu mà nói về cái niềm tin, thì cái sự mà quán tưởng của chúng ta đó nó cũng, nếu mà mình đủ cái giới hạnh
và mình đủ cái niềm tin để mà quán tưởng, thì theo bản thân của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là ở trong cái sự quán tưởng, cái quy luật đó của chúng ta đó, nó cũng làm tiêu tan những cái chất độc hoặc là những cái chất thừa ở trong cơ thể. Thành ra mình theo cái cách của Đức Phật đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó chuẩn hơn. Tại vì ngày nay trên thế giới đó, quý vị thấy rằng hết hãng này chỉ cho mình ăn theo cái cách này, rồi đến cái hãng kia sẽ chỉ cho mình ăn theo cái chế để thức ăn nọ, vân vân. Thành ra đó, có nhiều khi đó, quý vị thấy rằng mình cứ chạy vòng vòng vòng. Lúc trước đó, chúng tôi cũng nghe nói có những cái tập đoàn người ta làm những cái chất gì đó mà mình chỉ cần uống cái viên thuốc đó vô, mình uống cái viên thuốc đó vô thì nó sẽ tiêu tan những cái chất, những cái chất mỡ, hoặc là mình uống cái viên thuốc đó vào để làm cho mình nó tạo cái chất xơ ở trong cơ thể. Thì thật sự ra đó, khi mà người ta quảng cáo đó, mình thấy cái điều gì nó cũng hợp lý đó. Nhưng mà rồi sau đó, đó cũng có một hãng khác người ta quảng cáo tiếp nữa. Thành ra đó, nếu mà mình chạy theo khoa học đó, thì có lúc đó mình sẽ bị rối loạn, có nghĩa là chúng ta không biết tìm theo cái cách nào. Thành ra đó, khi mà chúng ta có niềm tin với bậc đạo sư thì chúng ta ăn uống vừa chừng vừa mực, thì coi như là nó sẽ ngăn ngừa những cái bệnh ở trong cái cơ thể mình. Trừ khi người nào là do người ta có cái nghiệp lực, người ta có do bị một cái đó về nghiệp, cũng như là quý vị thấy rằng có một cái vị tỳ khu đó, khi mà tu tập quán do nghiệp nó sanh lên, làm cho cái vị tỳ khu đó bị điếc cái lỗ tai, bị bùng cái lỗ tai, thành ra đó không có tu tập được, thì đi đến nói với Đức Phật. Thì Đức Phật đó, mới chỉ cho cái vị tỳ khu đó vào sáng sớm ngày mai đó, là đi khất thực ở trong cái xóm ruộng đó, ở trong cái xóm ruộng đó. Thì khi mà đi vào ở trong cái xóm ruộng đó, thì có một cái cô gái lúc đó cũng đã nấu xong một cái món cháo cua đồng, rồi cái cô gái đó thì định ăn cái phần cháo mà mình vừa nấu xong, nhưng mà ngó từ đằng xa thấy cái vị tỳ khu, một cái vị sa môn đi đến. Thành ra cô ta nghĩ đó, trước kia đó có lúc đó mình gặp các vị sa môn nhưng mà mình không có vật thực để mình cúng dường, rồi có lúc đó, thì mình có vật thực mà không có gặp cái vị sa môn. Thành ra bây giờ đó, thì đầy đủ cái điều kiện là mình có vật thực và gặp được cái vị sa môn nữa. Thành ra cô ta mới phát tâm cúng dường cái món cháo cua đồng đó. Thì khi mà cái vị tỳ kheo này đó, nhận cái thức ăn đó rồi về quán tưởng, rồi sau đó đã thọ dùng cái sự cúng dường của cô gái đó, thành ra đó, cái chứng bệnh mà bị ù tai, điếc tai của cái vị tỳ kheo đó nó được tiêu tan, là do cái do có cái chất của cua đồng ở trong đó. Thì chúng tôi muốn kể ra cái điều này đến chí vị, để nếu mà cơ thể của chúng ta cần thì chúng ta sẽ quán xét là coi mình bị thiếu cái chất gì, thì mình sẽ tìm cái chất đó để mà mình bổ sung vào cho nó đầy đủ. Còn nếu mà bình thường, đối với đời sống bình thường, thì mình vẫn tu tập theo cái cách của Đức Phật dạy, là mình ăn vừa chừng, khi mà còn 3-4 vắt cơm nữa thì chúng ta sẽ ngưng lại và uống nước vào để nó no. Rồi sau đó chúng ta điều độ trong 4 cái quay nghi, mình không có sử dụng cái quay nghi nào nhiều quá, thì như vậy đó, thì cũng sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó đủ cái sức khỏe để mà tu tập. Chứ nếu mà mình cứ chạy theo khoa học hoài đó, thì hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng là có cái hãng này người ta quảng cáo như vậy, sau này cũng có cái hãng khác người ta quảng cáo như vậy, rồi coi như là suốt cái trong cái khoảng thời gian đó là mình chạy theo cái quảng cáo hoặc là mình chạy theo các cái hãng thuốc như vậy đó, thì mình không có mình
cuối cùng mình không biết đặt niềm tin vào một cái chỗ nào. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều người bị mất cái thời gian về những cái điều đó nữa. Cũng như có lần cái này là cái câu chuyện có thật, là chúng tôi khi mà qua thiền Bao Ốc ở bên Miến Điện, thì lúc đó được cái dịp là ngồi được ngồi hầu chuyện với một cái vị mà quản lý ở bên cái trường thiền đó. Thì cái vị quản lý bên trường thiền đó đó mới kể cho chúng tôi nghe, nói rằng có một số thiền sinh ở Việt Nam đó qua đây đó là mất cái thời gian của chính bản thân những vị thiền sinh đó, và nó mất cái thời gian của những cái vị mà đi đến trường thiền này tu tập. Có nghĩa là đối với trường thiền này đó thì người ta qua người ta tu tập cái pháp môn là hành thiền về hơi thở, tu định trước rồi quán sau, chỉ trước quán sau, hay là tu tập về thiền quán vân vân. Nhưng mà những vị thiền sinh đó qua không có chịu tu tập, rồi cứ mỗi ngày cứ uống những cái dầu ô liu pha với chanh, rồi để xúc ruột, tẩy ruột, sổi sổi mật, sạn mật gì đó. Thì cái vị quản lý bên trường thiền á, cái vị đó nói á, nếu mà mình muốn thực hiện những cái pháp đó đó thì mình ở tại cái quê nhà của mình, ở chùa nhà của mình thì mình thực hiện những cái điều đó nó cũng được. Chứ bây giờ mình bỏ một số tiền rồi mình phải bỏ một cái công lao, mình đi qua bên xứ người, rồi mình bỏ một cái thời gian rất là cực ở bên ở bên cái xứ người như vậy, mà mình chỉ thực hiện cái phương pháp là mình tẩy những cái sạn mật hoặc là những cái sạn gì đó ở trong người đó, thì nó cũng như là nó không có phù hợp. Tại vì mình phải bỏ một cái đoạn đường nó quá xa, từ một cái đất nước này qua một cái đất nước khác, rồi mình phải bỏ cái công sức, rồi cái thời gian, cái tiền bạc vân vân, rồi mình làm như vậy đó thì nó sẽ cũng như là nó không có thích hợp cho mình phải bỏ công mà mình đi xa như vậy, rồi nó còn làm ảnh hưởng người khác. Thí dụ như là lúc đó mình ở bên quê nhà, nước nhà của mình, hoặc là ở chùa nhà của mình đó, thì mình thực hiện cái phương pháp đó đi, rồi còn dư trống lại cái chỗ ở bên trường thiền thì sẽ để cho những cái thiền sinh khác mà người ta cần cái chỗ, có cái chỗ ở để mà người ta tu tập, hoặc là có cơm nước để mà người ta thọ thực, rồi người ta lo, người ta tu tập, người ta học cái phương pháp thiền định, thiền quán, rồi người ta sẽ trở về chùa nhà của người ta, rồi người ta sẽ tu tập và người ta sẽ nhường cái chỗ đó cho những cái vị hành giả mới. Thì quý vị biết khi mà chúng tôi nghe cái vị quản lý trường thiền đó, cái vị đó cũng như là phân tích về cái điều đó, và một cái điều mà cũng làm cho cái trường thiền của người ta bị cũng như là người ta bị phiền não về những cái vị thiền sinh đó. Đó thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này đó để cho chúng ta biết rằng là có những lúc mà chúng ta muốn thực hiện theo những cái phương pháp của khoa học thì chúng ta sẽ tìm một cái nào đó, một cái thời gian nào đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái phương pháp đó. Còn đối với đời sống bình thường đó, chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ hành theo cái lời của Đức Phật là đi theo cái con đường trung đạo, đi theo cái con đường trung dung thôi. Đối với cái xác thân này đó thì phải nghĩ đến là nó bị vô thường, bị khổ, bị vô ngã, nó chi phối, bị già, bị bệnh, bị chết, nó chi phối. Thành ra chúng ta chỉ tập, chúng ta cũng như là chúng ta cũng lo cho cái cơ thể này, nhưng mà nó vừa đủ thôi, hoặc là nó hiệp theo cái lẽ đạo thôi, chứ chúng ta không nên chú trọng về cái vấn đề đó quá. Thành ra đó, qua cái câu thảo luận số 2 này đó, thì đối với cái cách ăn uống, cái chế độ dinh dưỡng thì nó có một phần nó sẽ tốt cho cái cơ thể của mình, nhưng mà mình không quá chú trọng về cái vấn đề đó, mà mình luôn luôn mình nhớ rằng mình có niềm tin chắc rằng Đức Phật dạy mình nhiêu đây là vừa đủ, vừa đủ để mà mình lo cho cơ thể này,
để mà mình chữa trị cái thân thể này, và mình đủ cái sức và cái thời gian để mà mình hành cái pháp của Đức Phật. Cái điều đó nó là quan trọng hơn. Thành ra chúng ta có cái niềm tin vào cái lời dạy của Đức Phật đó, thì coi như là mình sẽ vừa đủ để mà mình điều chỉnh về cái cơ thể này. Chứ chúng ta cũng không nên đặt trọn hết niềm tin vào ở trong khoa học. Vì rằng Đức Phật của chúng ta nó là một cái vị thầy của chư thiên và nhân loại. Thành ra ngài Đức Phật đã biết trước được hết tất cả cái điều. Còn đối với khoa học thì chỉ sau này người ta biết được một phần nào đó thôi. Phải nói rằng là như là 1% của những gì mà Đức Phật biết. Thành ra chúng ta là một cái vị tu sĩ đó, thì đối với cái chất dinh dưỡng thì chúng ta cũng biết, và chúng ta biết để chi? Để chúng ta tránh những cái chất nào chúng ta cần phải tránh, những cái chất nào chúng ta cần phải đưa vào người. Nhưng mà nó cũng vừa đủ thôi, chứ chúng ta cũng không có để trọn vẹn niềm tin vào trong đó nhiều, thì nó sẽ mất cái thời gian tu tập, hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 2 này. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa tu cái trình để được có tính. Chúng ta nhớ rằng đời sống của vị tu sĩ là không có xa rời quần chúng, sống nhờ vào sự hộ trì của quần chúng. Nếu cuộc sống của một vị tu sĩ Phật giáo mà trở nên một gánh nặng cho quần chúng, hoặc là chúng ta sống quá cầu kỳ, thì thật ra nó không thích hợp với lời dạy của Đức Phật đâu. Ở mức độ tương đối thôi, rất là tương đối. Thì chúng ta sống có tiết chế, sống vừa phải, sống hợp vệ sinh, nhưng mà ở trong mức độ vừa phải. Nếu mà chúng ta đặt quá nặng, thì coi chừng chúng ta tu tiên, tu sơ đạo lão, chứ không phải tu sơ đạo Phật. Bây giờ thì sư tòa Pháp Tân ơi, thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu tọa Pháp Tân còn ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe không? Có lẽ thượng tọa Pháp Tân không nghe rõ, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nhìn ít giờ còn lại để tiếp theo lời của Chư Tăng chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Trước nhất là chúng tôi xin nói ngoài đề tài một chút là đa số chúng ta học Phật Pháp nhiều khi chúng ta để ý về lý thuyết. Chúng ta để ý về lý thuyết mà chúng ta quên hẳn đi là Đức Phật Ngài cho chúng ta những lời dạy rất là thực tiễn ở trong cuộc sống này. Bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, nếu chúng ta đọc và suy nghiệm kỹ đó, thì những điều gì mà Đức Phật dạy đó không có phải là những điều triết lý xa xôi mà rất là gần gũi trong đời sống. Đó là một cái đặc điểm mà chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta học Phật Pháp. Và ở trong bài kinh này đó thì có nhiều ngày giảng ngày hôm nay đó, thì chúng ta có một cái, có ba cái phần đoạn đầu đó về tiết chế trong ẩm thực, và thứ hai nữa là sống tỉnh giác, thứ ba là chánh niệm bén nhạy. Thì thứ gì, một điều mà chúng ta thường thấy Đức Phật này dạy ở trong về ẩm thực đó, thì chúng tôi chỉ nói một cách rất là ngắn gọn ba điều, và ba điều này nếu chúng ta để ý thì rất là hợp với cái đời sống ngày hôm nay. Thứ nhất là ăn ít ăn thiếu đó, nó lại tốt hơn ăn dư. Các nhà dinh dưỡng, nutritionist, họ đều nhìn nhận rằng
cái calorie mà đem vào người dư nó tạo ra nhiều chứng bệnh. Và một ở trong chứng bệnh mà chúng ta bị gọi là chứng bệnh của thời đại đó là bệnh tiểu đường, rồi bệnh obesity, rồi bệnh béo phì. Rồi những nghiên cứu mà đặc biệt là của Đại học Hopkins thì cho thấy rằng những cái loài vật mà nó ăn ít, nó thiếu cái calorie đó, thì nó lại sống lâu hơn là loài ăn dư thừa. Ở đây là cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ hai là điểm thứ hai là Đức Phật dạy chúng ta nên ăn uống điều độ, ăn uống điều độ. Không phải chỉ tiết chế mà ăn uống điều độ có nghĩa là không ăn uống thất thường, không bằng ăn uống thất thường. Và điều thứ ba đó là ở trong vấn đề dưỡng sinh, trong vấn đề đời sống thì ẩm thực nó còn có một thứ là sống dễ nuôi. Sống dễ nuôi ở mỗi một thời, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một xứ sở. The beggar is not chooser. Chứ vì tỳ kheo sống nhờ vào cái sự hộ trì của đàn tấn, không nên đặt vấn đề ăn uống mình trở thành một gánh nặng của người hộ trì, và không có sống xa rời quần chúng. Khi mà đạo Phật sống xa rời quần chúng đó, nó trở thành một cái chế độ tu viện có tổ chức. Ở một vài quốc gia trên thế giới ngày nay, ở trong chùa sống giàu có, sống chuẩn mực, đời sống cao hơn là người cư sĩ bên ngoài, thì thật ra cuối cùng rồi đạo Phật xa rời quần chúng. Cái tôn ý mà Đức Phật ngài dạy chúng ta thấy rất rõ, không phải chỉ riêng Chư Tăng mà ngay cả chính Đức Phật, một vị pháp vương, và nếu ngài muốn thì không biết bao nhiêu là sự hộ trì mỗi đàn tính như là vua chúa, các vị trưởng giả giàu có vân vân, nhưng mà ngài vẫn đi khất thực. Có những bữa người ta thỉnh cũng thường là ngày cũng đi khất thực. Tại vì sao vậy? Nếu mà một đời sống giàu có mà xa rời quần chúng thì lâu ngày nó sẽ trở thành một vấn đề. Vấn đề chúng tôi sống ở trong chùa, chúng tôi để ý thấy một điều như vậy là ở chùa nào đó mà Chư Tăng ni mà sống nhờ vào những bữa cơm hàng ngày quý Phật tử thì làm cái gì nữa chúng ta cũng dễ tồn tại. Còn Chư Tăng ni mà bắt đầu có tiền bạc nhiều, sống từng túc, có chế độ nấu nướng riêng ngày đó đó, thì lâu ngày nó cũng là vấn đề xa rời quần chúng. Do vậy, về vấn đề ẩm thực là vấn đề mà mình phải lưu tâm là nó ở mức độ trung dung. Đừng có sống mà quá trái ngược với cái vệ sinh chung, quá trái ngược với cái nguyên tắc về dưỡng sinh. Nhưng mà cũng đừng có quá kiểu cách. Đời sống kiểu cách không hợp với Phật pháp đâu. Người cư sĩ sao cũng được, người cư sĩ đi làm có tiền bạc và muốn lựa đó sống sao cũng được. Nhưng cái đặc điểm của một vị xuất gia trong đạo Phật đó là sống thích nghi, sống dễ nuôi, sống tùy theo hoàn cảnh và không làm gánh nặng cho đàn tính. Đó là điều mà Đức Phật ngài dạy chúng ta. Và thưa quý vị, hai cái tiếp theo rất là quan trọng, đó là tỉnh giác và chánh niệm. Thì cái tỉnh giác và chánh niệm á, nó khác biệt với nhau nhiều lắm, mình phải để ý. Nếu chúng ta nói theo tiếng Anh thì rất là dễ hiểu, thưa quý vị. Tỉnh giác là awake và chánh niệm là aware. Awake tức là không có chúng ta ở trong tình trạng tỉnh táo. Awake là tỉnh táo, aware tức là cái khả năng bén nhạy nhận biết. Thì cái tỉnh táo và cái khả năng bén nhạy nhận biết đó, nó hai cái nó khác nhau nhưng mà nó lại chui đi chung với nhau. Chúng tôi lấy ví dụ là một cái người lính gác hay là một người canh gác đó, thì là người đó phải tỉnh táo, phải tỉnh thức. Nếu không tỉnh táo, người ta ai đi ra đi vô mình không biết đó, thì rất là dễ bị giặc tấn công đồn, hay là người ta ra vô mình không biết. Đó gọi là tỉnh táo. Nhưng mà chánh niệm đó, là cái khả năng ghi nhận bé nhạy, xác lập được người đó là ai. Thật ra hai cái này nó luôn luôn nó đi chung với nhau. Thì mình để ý trong cuộc sống có lúc đó, chúng ta biết lắng nghe thân tâm của mình, bắt lắng nghe hoàn cảnh xung quanh, đem tâm trở về với thực tại. Khi con người mà đã quá xa thực tại, sống với cái tâm tư miên man về chuyện gì đó, chúng ta gửi cho anh ngữ là preoccupied,
bởi một cái gì đó và cái tâm tư chúng ta bị chiếm ngự. Ví dụ như là bây giờ nó có trường hợp là bệnh dịch đang xảy ra, nhưng mà người ta không nghĩ đến làm sao để rửa tay thường xuyên, làm sao để mang khẩu trang một cách đúng cách, làm sao để nhớ để mang khẩu trang theo. Cái đó gọi là thiếu chánh niệm, mà ngồi tỉnh giác, mà ngồi đó cứ bàn việc chính trị, bệnh dịch là thế này, bệnh dịch là thế kia, theo kiểu chính trị nhưng mang xa xôi. Thì khi mà chúng ta bị chiếm ngự bởi những cái giằng co, bởi những cái đôi co, bởi những cái quan điểm này điểm kia đó, mà chúng ta nghĩ quá nhiều thì chúng ta đánh mất đi cái hiện tại. Đơn giản như vậy là khi chúng ta lái xe, mà trong lúc lái xe mà mình lo nói đến cái chuyện gì đó, giải quyết chuyện ở công sở hay chuyện ở nhà, mình quên đi cái ý thức của mình về những cái gì đang xảy ra xung quanh mình. Cái đó gọi là thiếu tỉnh táo. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái khả năng ghi nhận một cái sắc bén với cái gì mà đang xảy ra. Và đây là một cái điểm đặc biệt ở trong cuộc sống. Mình thấy, mình biết liền, mình thấy, mình có thể phản ứng cách thích hợp, và những gì xảy ra mình có thể ghi nhận. Khi một người tu tập mà ngồi thiền, mà trong lúc ngồi thiền mà cái tâm rất là mùi lược, cái tâm nó giống như sống ở trong cái sự mơ mơ màng màng á, thì cái đó gọi là thiếu tỉnh giác. Và cái thiếu tỉnh giác đó nó khiến cho cái tâm nó không có rõ ràng, tâm nó không có trong sáng. Và khi thiếu chánh niệm đó là một cái gì xảy ra, thí dụ như là mình đang ngồi thiền, thì trong cái sự tỉnh táo mình luôn luôn ý thức rằng đang ngồi thiền, và cái án xứ mà mình tập trung đó là hơi thở ra và hơi thở vào. Dạ, luôn luôn ý thức như vậy gọi là tỉnh giác. Nhưng mà khi gọi là chánh niệm bén nhạy đó, thì người đó phải có khả năng để thấy được hơi thở bắt đầu như thế nào, là hơi thở vô bắt đầu thế nào, và hơi thở vô ngưng lại để nhường chỗ cho hơi ra. Dạ, chúng ta bén nhạy ghi nhận từng bước một. Hay là mình cũng đi tới đi lui, nhưng mà trong cái đi tới đi lui đặt cái nhận ý thức, nhận thức của mình rõ ràng ở trên từng cái bước chân của mình, ở từ cái hoàn cảnh xung quanh. Dạ, chúng ta thì có lấy ví dụ như vậy là có một vị tu thiền tứ niệm xứ mà đi khất thực để ý cái bước chân của mình tới cái con đường đó, đáng là quẹo phải để về nhà, về chùa, nhưng mà không quẹo phải về chùa, đi luôn, đi một hồi cứ lo để ý bước chân của mình, thì đi một đội mới nhớ mình đi quá xa rồi, quay đầu trở lại. Thì vị đó có thể có chánh niệm đối với bước chân, nhưng mà vị đó không có tỉnh táo, không có tỉnh giác và đối với hoàn cảnh đó xung quanh. Cái tỉnh táo đối với cuộc sống đó, nó là cái gì chung quy toàn diện, và chánh niệm đó, nó là cái gì mà đặc biệt là bén nhạy với cái vừa xảy ra hay là đang xảy ra. Hai cái này nó phải song hành. Dạ, nó phải song hành. Đặc biệt là ở trong đời sống của chúng ta, khi mà mình bận rộn đó, thì mình hay thiếu sự tỉnh táo. Dạ, lúc nào mà mình nói trước quên sao, hay là mình để chìa khóa chỗ nào mà hay quên, hay là mình để ý là lúc nào mà mình tính đi đâu đó, mang theo cái gì đó, và lúc đi mà tự nhiên lên xe rồi mình nhớ mình quên cái này, mình thiếu cái kia, thì quả thực là mình có vấn đề. Dạ, có vấn đề, cái đó gọi là thiếu tỉnh táo. Và khi mà mình đặt vấn đề là mình nên theo dõi hơi thở, theo dõi cảm thọ, và cái sự theo dõi đó nó không có sắc bén. Dạ, cái vui, cái buồn, hay là cái hơi thở ra, hơi thở vào, tự nhiên nó mất dấu, tự nhiên mình không để ý nữa, thì cái đó gọi là thiếu chánh niệm. Ở trong tiếng Phạn đó thì sát tí là niệm, samachanya là cảnh giác. Chánh niệm và cảnh giác là một cặp bài trục đi chung với nhau. Nếu mà có tỉnh táo mà không có chánh niệm thì người đó sẽ không bám sát được cái điều, không bám sát được cái án xứ mình tu tập. Án xứ ở đây tức là như là hơi thở,
như là những cái tư thế đi đứng nằm ngồi, như là những cử chỉ quay qua quay lại, mặc y mà áo vào Phật. Còn chánh niệm mà thiếu tỉnh giác thì nó quá tập trung vào một thứ, mà nó lại thiếu cái nó lại thiếu một cái nhìn toàn diện. Có khi nào quý vị lái xe, đó có người thí dụ họ lái xe từ Houston lên đó, họ nhớ rất rõ về đường và tới đường nào quẹo trái và phải nhớ, nhưng mà khi họ chạy đó, một cái bánh xe cũ, một con thể nằm ngay ở trước đường đó, họ không có để ý và họ không có tránh kịp, thì họ cán lại cái đó, chiếc xe nó bị trên một bên, nó bị lật. Thì cái đó là có tỉnh giác mà không có tránh kịp, tức là mình biết được đi lối về, nhưng mà cái hiện tại mình không có phản ứng nhanh, không tránh kịp được. Có những người tập trung vào cái trước mặt, nhưng mà người đó lại không có cái khả năng toàn diện. Đi đường thì rất là giỏi, nhớ được là mình né cái này, mình tránh cái kia, bằng đốt bao nhiêu thích hợp, nhưng mà rồi không có một cái ý thức rõ là mình đang đi đâu, mình nên quay trái hoặc phải, mình đi hướng nào. Cái đó là thiếu tỉnh giác. Bởi vì trong cái binh pháp, người ta hay đề cập đến cái chiến thuật và chiến lược. Và cái chiến lược đó, được xem như là cảnh giới của tỉnh giác, mà chiến thuật được tactical thì nó giống như là cái gì. Nếu đánh giặc mà có chiến lược mà không có chiến thuật á, thì nó cũng hỏng. Mà đánh có chiến, chỉ có chiến thuật mà không chiến lược cũng hỏng. Tức là một cái quá chi tiết và một cái quá tổng quan, thì cái đó phải để ý. Một cái thí dụ khác mà Ngài Achancha người cũng thường dùng, đó là một cái người mà có chánh niệm mà thiếu tỉnh giác, giống mình đi vào trong rừng mà mình quá chú ý đến một cái cây nào đó hay một điểm nào đó, mà mình quên cái sự cân phân toàn diện. Mình không thể nào mà mình đi vào trong khu rừng mà chỉ tập trung một cái cây, mình tập quá trung cái cây mình sẽ lạc đi. Nhưng mà nếu mà mình có cái ý thức chung về khu rừng đó, mà trong lúc đó cái bước chân của mình không để ý, mình có thể sụp hầm sụp hố bước đi. Thật ra khi nào trên lý thuyết mà nói về chánh niệm và tỉnh giác thì mình rất là dễ. Mình rất là dễ để mình nói, nhưng mà khi tôi áp dụng vào trong đời sống thì cái tỉnh giác và chánh niệm đó, nó lại là một cái nghệ thuật để chúng ta có quân bình. Mình đi đâu về đâu nó là một lẽ, nhưng mà từng bước chân của mình nó có bị bốc, bị sập hầm sụp hố hay không, nó là một chuyện khác. Có nhiều người không để ý về điểm này, do đó chúng ta hay bối rối trong cuộc sống hàng ngày, và chúng ta hay bối rối đối với chúng ta hay bối rối đối với cái chung. Phải có tu tứ niệm xứ thì chúng ta mới thấy được cái sự khác biệt giữa cái gọi là tỉnh giác samatthana và chánh niệm là sati. Hai cái đó rất là khác biệt. Và thưa quý vị, trong phần sau cùng của riêng về bài học ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một điều là cái học của chúng ta về Phật pháp ngày nay, đặc biệt trong bài kinh này đó, thì chúng ta nghe như là một cái trình tự toàn diện và về tu giới thế nào, tu định thế nào, tu huệ như thế nào ở trong từng bước một. Nhưng mà khi Đức Phật giảng một bài kinh dài như vậy, dĩ nhiên Ngài không có, thì không phải là trong một cái một lúc mà Ngài từ điểm 1 đến điểm 10 mà Ngài bảo chúng ta đi từng tự trong những điểm như vậy đâu. Mà chư vị kheo nghe đó, thì các vị có thể cảm nhận được rằng cái phần nào đó ở trong cuộc sống của mình vẫn còn thiếu và cần phải được làm sáng, làm rõ ra. Thí dụ vị đó đã có giới rất tốt, nhưng mà định thì có vấn đề. Nghe Đức Phật giảng về định rất tốt, nhưng mà lại không có hiểu rõ, không ứng dụng đầy đủ. Vì vậy chúng ta hay có cái cách làm là chúng ta nghe người ta làm cái gì đó, mình hay
mình hay gọi là cái danh từ ở ngoài nghe nó rất là kỳ, tên nó là copy nguyên con. Copy nguyên con tức là mình đi học cái gì mình nghe người ta nói cái gì đó thì mình muốn bắt đầu làm lại như vậy như vậy. Chúng tôi nhớ rằng có nhiều vị học computer hay nói với chúng tôi rằng ở đây chúng tôi cũng xin lỗi quý vị là chúng tôi không có ý là để chê bai các ngài, nhưng mà có những vị lớn tuổi đó họ không có muốn học computer. Họ nói rằng thượng tọa chỉ cần nói thì là bước thứ nhất mình mở máy ra, thứ hai đó là mình bấm lúc nào, thứ ba mình làm gì thì chúng tôi cũng cố gắng chúng tôi nói mà các vị ghi lại. Nhưng mà thật ra cái đó không áp dụng được trong thực tế. Quý vị nào đã dùng một computer rồi mà cứ làm từ bước về không được. Computer là mình phải có một cái kiến thức tổng quát. Và khi tổng quát mà cái chuyện mà mình nói rằng bước một phải là phải bấm lúc nào, thứ hai bấm chỗ nào, thứ ba bấm chỗ nào, cũng giống như là mình nói là đánh võ, ra trận đánh võ phải thứ nhất là mình phải đánh bằng thế nào, thứ hai đánh thế nào, thứ ba ở ngoài nó đâu có theo thế như vậy. Và ở ngoài nó đâu có theo cái trình tự như vậy. Thật ra khi mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta những điều này đó thì mình lắng nghe và mình cảm thấy rằng về vấn đề ăn uống có tiết độ đó mình chưa nhận thức rõ, chưa lãnh hội điều đó, và mình nên đọc kỹ đoạn đó. Hay là Đức Phật dạy về tỉnh giác, mình đọc kỹ về đoạn đó. Ngài dạy về chánh niệm, học đọc kỹ về đoạn đó. Và ở trong các cái trường thiền đó thì các vị thiền sư cũng hay nhắc đi nhắc lại những điểm này. Và có nhiều khi một điểm mà các vị nhắc nguyên một pháp thoại và qua đó chúng ta học được một số điều. Cái cuộc sống mà thực tế ngoài đời đó nó không phải là một cái án văn mà nó được viết theo một cái bố cục mạch lạc. Đây là phần mở đầu, đây là thân bài, đây là kết luận. Cái đó là chúng ta biết. Hay là cuộc sống không phải là một bài thơ. Một bài thơ thì nó có khai thừa phá luận vân vân, nhưng mà ở trong cuộc sống hàng ngày và cuộc sống tu tập đó thì nó là một cái áp dụng cụ thể. Và cái mà chúng ta cần, cái mà chúng ta hiểu là biết lắng nghe và biết dùng những gì được nghe để bổ túc, để sửa sai, để thấy được mình có vấn đề gì. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị nào giỏi mà đến nghe người ta chỉ dẫn hay là xem YouTube chỉ dẫn thì chỉ một vài điểm ở trong nguyên cả một cái YouTube là mình có thể làm được chuyện đó, chứ không nhất thiết là mình phải bắt buộc theo người đó. Người đó họ xài cái nồi như vậy, mình phải xài nồi như vậy. Người đó xài cái chảo như vậy, mình phải xài chảo như vậy. Người đó xài cái nguyên liệu như vậy, mình nhất thiết 100% phải xài nguyên liệu như vậy. Và chúng ta hay có cái bệnh đó, gọi là cái bệnh từ chương. Bệnh từ chương tức là làm từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Ở trong cuộc đời nó không có cái từ chương như vậy. Nó không có cái kiểu mà giống như chúng tôi đã học computer mà nếu mà người nào học từ computer mình nói ô, đừng có nói lý thuyết, đừng có nói giảng dài dòng, chỉ nói chúng tôi biết thứ nhất mình mở cái nào, mình bấm cái nào, thứ hai bấm nào, thì thực ra chỉ không được, rất là khó. Bởi vì nó có một cái sự khác biệt tế nhị giữa pháp học và pháp hành. Và khi mà Đức Phật giảng những pháp thoại này đó, Ngài trình bày nguyên cản con đường giới định tuệ, Ngài trình bày nguyên cản cái sự tu học nó theo một cái trình tự, và cái trình tự đó nên được hiểu là đây là cái trình bày. Còn khi mà áp dụng đó, thì chúng ta có thể chúng ta lấy một bản, lấy một phần, lấy một điểm nào đó để mà chúng ta khai tâm, để chúng ta bổ túc cho cái mình đang bị thiếu sót. Hay hoặc giả là ví dụ như mình luôn đang phải tập trung vào chánh niệm nhưng mà không bị tỉnh giác là gì, bây giờ nghe nó tỉnh giác, mình bắt đầu bổ túc vào chuyện đó. Nên rất là cần, người ta nói rằng khi mà mình học điều gì, một là nắm vững lý thuyết, nhưng mà thứ hai là cần đến một kinh nghiệm trực chiến. Kinh nghiệm trực chiến tức là cái kinh nghiệm cụ thể, và cái kinh nghiệm trực chiến đôi khi nó rất là khác xa với cái lý thuyết. Giữa lý thuyết và thực hành nhiều khi nó không giống nhau đâu, phải rất là cẩn thận. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông gom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình.